Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là được vào cái trang Facebook chuyện ma phủ mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc như lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy cái thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn nha À, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 904 ngày hôm qua Thì tập 904 ngày hôm qua cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Luận Lê à, Còn một bạn tên là còn comment, mà comment sớm nhất ngày hôm qua đó chính là bạn tên là Bin Tâm Cảm ơn Bin Tâm rất là nhiều và cảm ơn Luận Lê rất là nhiều luôn nha Ờ à, Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay là do một bạn bạn này bạn tên là Nhật Phạm Bạn đã gửi về Zalo cho mình Thì bạn Nhật á, bạn có kể về hai cái câu chuyện ngắn sau đây uh, Xảy ra trên cái căn nhà của bạn Nhưng mà hiện tại mới nói căn nhà này á, là đã được uh, bán đi rồi Bán đi cũng cách đây khoảng khoảng cỡ vài năm rồi Những câu chuyện này gặp lúc mà năm khoảng cỡ năm 2003, 2004 gì đó Lúc đó bạn Nhật á, cũng còn khá là nhỏ mới có tầm khoảng cỡ 12, 13 tuổi thôi Nếu mà đúng như vậy thì uh, anh Nhật anh lớn mình là khá là nhiều ha Thành ra mình gọi là anh Nhật đi thì anh Nhật anh nói vào năm 2003-04 lúc đó anh mới khoảng chừng 14-15 tuổi thôi thì anh có về căn nhà đó ở còn trước đó căn nhà đó là thuộc của bà ngoại của anh à, từ rất là lâu và căn nhà này nó nằm ở trên đường Lê Văn Sĩ ở Sài Gòn mình đây nhưng còn địa chỉ chính xác thì mình xin giấu nha mọi người ha căn nhà này nó nằm ngay mặt tiền luôn mà mọi người biết không mặt tiền đường Lê Văn Sĩ là rất là có giá mọi người giống như là đường Nguyễn Trãi vậy đó đường Lê Văn Sĩ cũng bán đồ mà thường như mình nhớ là đồ là sẽ cao cấp hơn hay sao đó kiểu vậy á nên à, lúc trước thì chưa nha những cái năm mà hai lẻ mấy á thì à, chưa có rộ lên những cái phong trào ví dụ như là à, mướn mặt bằng nọ tất cả mọi thứ á thì nhà của bạn là vẫn còn ở nhà của anh vẫn còn ở chứ chưa có cho thuê thì à, lúc mà ở nhà ở chung với nhau á là chưa gặp bất cứ cái gì đâu bắt đầu tới những cái năm đó bắt đầu là có người người ta hỏi mướn À, có hai vợ chồng trẻ kia bắt đầu là vô là hỏi mướn cái mặt tiền Để mà chuyên làm cái nghề gọi là bán băng đĩa người hình bari uh, Baribai nai nè thúy Nga Baribai nai Rồi Vân Sơn Kiểu như những cái đĩa ca nhạc như vậy đó Đó Thì lúc đó nghĩ tới nghĩ luôn Thôi bây giờ uh, mướn một tháng gì cũng được Năm uh, bảy uh, triệu gì đó Thành ra thôi là cũng để cho mướn Cái câu chuyện này nó ngộ cái gì nè Cái căn nhà này á Là có ma Nhưng mà ở từ trước tới bây giờ Người nhà ở không thấy cho tới khi mà người ngoài vô mướn bờ biển cái đó thì chắc là do cái kiểu như vợ chồng của của cái người mà thuê để mướn băng đĩa hình như là họ không có tin ma cỏ hay sao đó vô thường mà nó làm ăn mà họ phải cúng kiến bàn thờ thần tài thổ địa hay sao đi không có luôn không hề có chỉ vô dựng mấy cái tủ mấy cái kệ để băng đĩa báo sách này nọ rồi bán gì thôi à không hề cúng kiến gì hết người nhà cũng mấy làm lạ cũng hỏi thì bắt đầu là hai vợ chồng kia cũng nói ờ à, thôi bây tại vì à, tụi con cũng tính thờ cúng này nọ đồ sở nó cháy đồ cháy đạt thành ra là không có thờ nói như vậy đó thì à, hai vợ chồng này ở được khoảng chừng ba à, bốn tháng cũng chưa gặp cái gì nha cái câu chuyện này nó kỳ lạ chỗ là cũng chưa gặp cái gì đâu nhưng mà rồi đó khi mà bắt đầu thời điểm đó bắt đầu cái con đường đó đó họ thấy à là từ từ cho thuê có tiền hàng tháng nhưng mà bắt đầu là ai cũng đổ xô nhau ra cho thuê rồi người shop này shop kia tới thuê mướn này nọ rồi đó thì cái giá mặt bằng cho thuê nó bắt đầu là nó cạnh tranh với nhau thì lúc này nè đột nhiên cái hai vợ chồng này đòi trả nhà ha đòi trả nhà lại không có thuê nữa Lúc đó người nhà thấy thắc mắc lắm Ủa lý do tại sao mới thuê được vài tháng Tại sao là trả như vậy Thì hai vợ chồng mới cũng im im mà không có nói gì hết trơn á à, Quyết định họ trả nhà xong chừng vài tháng sau cái Ủa chừng chừng vài bữa sau thôi Thì thấy là hai vợ chồng này mới mướn cái căn nhà Cũng cách khoảng chừng 50 mét nè đó lúc này cũng giận quá hay nọ rồi cũng qua hỏi chuyện thì hai vợ chồng mới nói mới nói thiệt luôn đó à thì tại vì thứ nhất, nhất là ở bên căn nhà này thì em thấy là nó cũng cái đường ở đây thì xe cộ tới luôn nó cũng nhiều Cái thứ hai là họ để cái giá nó rẻ Ví dụ như à, anh chị cho em mướn 7 triệu, tháng bên đây cho em mướn có 5 triệu mà Mà rộng hơn này nọ đồ nữa, thành ra là em dễ qua đây em mướn Đó là vấn đề thứ nhất, thì bắt đầu người nhà nó Ủa chứ vậy thôi đó hả, vậy thôi sao tự nhiên không nói với tôi đi, có gì đó. tôi bớt tiền nhà cho tự nhiên không ký hợp đồng cho đã vô tự nhiên bây giờ nhảy qua đây mướn gì kỳ cục quá đi trong khi ở đó tôi nấu cơm này nọ tôi cũng mời ăn này nọ đồ mà Rồi chị em thân thiết chị chị em em à đó thì ông chồng ông nói dạ tại còn cái vấn đề thứ hai nữa mà em không biết em có nên nói không à thì người nhà nó thì bây giờ có cái gì cũng phải nói cho nhau biết này nọ đồ hay là sao dạ tại vì em mướn bên đó cái cái lúc mà tụi em tính mà mới vừa bàn tính thôi là trả nhà để qua bên đây mướn thì tụi em bị bị ma nó chọc bên đây người nhà của anh nhật anh tức nó vô đây bây giờ nói tầm bậy tầm bạ bây giờ mướn mướn này nọ tiên bây giờ đổi qua đây rồi nói chuyện ma cỏ nọ rồi nó dạ thì <laughs> bởi vì em cũng khó nói lắm mà thiệt là hai vợ chồng em có thấy thấy lắm bắt đầu à mà... lúc đó là mới là dự tính thôi đó nhưng mà khi mà thấy ma rồi là quyết định là trả luôn thì khi mà hỏi kỹ ra thì hai vợ chồng mới nói như vậy là tại vì mướn cái căn nhà đó đó là ngoài cái chuyện mà mướn mặt bằng còn mướn lại một cái căn phòng để mà ngủ lại nữa thì mới vừa tối bữa trước thôi Bà vợ bảo mới nói anh ơi Nãy em mới chiều chạy ngang cái con cái nhà kế bên là cách đây có 50 mét thôi nè Em thấy để bản cho mướn, em gọi điện thử người ta cho mướn có 5 triệu à Mà em thấy uh, cái bề ngang nó bự hơn bên đây nữa Không mấy bây giờ mình trả nhà coi làm sao Mình trả nhà bên đây mình đi qua bển thì thấy mặt mặt bằng nó cũng thông thoáng Thì ông chồng tình nghĩa lắm, ông chồng nó thôi em ơi Mặc dù là bên đây thì cái giá hơi cao hơn chút nhưng mà ở đây trời ơi uh, Chị em chủ nhà, mấy người chủ nhà người ta tốt với mình ăn cơm mời mình vô ăn cho mình ăn ké biết bao nhiêu tháng ăn ké hết 15 ngày rồi đó rồi tiền điện tiền nước này nọ đồ cho mình xài nó cũng thoải mái này nọ lắm em chứ nó bà vợ thì bà nặng nặng bác kêu thôi anh tính kỹ đi được mình qua bên bển tháng mình tiết kiệm thêm 2 triệu chẳng hạn như vậy thì mới vừa dự tính như vậy thôi nó nghe bắt đầu á, qua ngày hôm sau là buổi tối cái lúc đó, đó bà vợ bà đi bận công bà, bà đi công chuyện rồi mà bà không có nói cho ông chồng nghe ông không có biết đã, ổng ở đây bắt đầu ổng cũng bán băng băng đang cũng ngồi bán băng đĩa thì nhiều khi nó cũng ế mọi người chờ chiều chiều tối tối nó cũng ế cũng ngồi cũng ế cũng ngồi cũng chán như vậy nè cái bắt đầu cái ổng mới uh, nghe ổng mới nghe trong phòng á là có cái tiếng lập cập lập cập lập cập này nọ đâu Đã, thì khi mà ổng nghe như vậy rồi ổng tại vì cái cái cái, cái chỗ ổng ngồi bán kế bên căn phòng đó căn phòng nhỏ nhỏ này thì ổng mới lên tiếng hỏi nữa ủa em 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 làm gì tiếng uh, lập cà lập cập phòng vậy nhưng mà không nghe tiếng trả lời à lúc này nói hai ba tiếng luôn cũng không có trả lời em ơi em làm gì lập cập lập cập trong dây trời ồn quá giờ nhiều khi là chủ nhà tới làm gì tối rồi nghe đã nói như vậy nó coi danh thủ ra chuẩn bị dọn hàng phụ anh để đi vô đi ngủ nè cũng không nghe tiếng trả lời thì lúc này đó ông này ông mới nghi nghi, nghi. ông nói không lẽ chủ nhà tại vì lúc đó nhà của bạn nhật anh nhật ở cũng người này người kia ở đó nhiều khi người thân của chủ nhà vô cấp độ ông ta tại vì mình kiểu như là sợi lợi quen mình không có đóng cửa phòng không khóa cửa mà tiền bạc lúc đó anh cũng để một số tiền lớn trong phòng nữa thành ra bắt đầu là anh mới đứng lên à anh mới đứng lên mới đầu anh đi vô anh kiểm tra thử coi làm sao thì khi mà anh đi tới cái cửa phòng đó anh mở cái cửa phòng đó anh thấy có một cô gái cô đang ngồi trên cái bàn trang điểm của bà vợ mình nhưng vợ của anh lắm thì tóc ngắn ngày xưa là những cái mốt mà năm hai mấy để tóc ngắn cấp b cấp b như vậy nè đã nhưng cái người phụ nữ đang ngồi trên cái bàn trang điểm mình lại là tóc dài. Cái điều này nó mới kinh khủng nè mọi người. Lúc mà anh mới nhìn vô anh cũng đinh nên ở nhiều khi mấy uh, những cái người thân của chủ nhà hay sao đó kiểu kiểu như vậy những thành viên trong nhà thôi. Nhưng lúc này khi mà anh nhìn như vậy, lúc đó anh nhìn trực diện mọi người tưởng tượng không? Là anh nhìn trực diện, anh nhìn kiểu như là gọi là trực diện như vậy nè, anh nhìn thẳng như cái người đó anh mới ủa ai vậy ta? đó thì anh em bắt đầu anh mới lên tiếng nói ủa chị là ai sao vô phòng vợ chồng em vợ chồng em mướn phòng này rồi tự nhiên mà phải muốn vô vô muốn ra ra anh bực tại vì anh, anh đang tức mà anh nói phải mà nếu mà con trai chắc anh bay là anh quýnh lộn luôn á tại vì này là con gái anh không có làm được đó thì anh mới nhìn như vậy không có trả lời không cũng ngồi im quay cái lưng lại phía anh mà ngồi im mà đang giống như là đang lục lục cái gì trên bàn ấy lục cục gì nè đang đang lục 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 cái gì trên bàn đó vậy á trời ơi phòng của người ta này nọ vô không xin phép này nọ rồi, rồi còn lục bàn trang điểm của vợ mình nữa đàn ông mình mình bực chứ thì bắt đầu là bây giờ muốn nhìn mặt nói chuyện thì bây giờ đang trực diện như vậy muốn nhìn mặt thì phải làm gì phải né qua một bên để nhìn vô cái tấm gương tại vì bàn trang điểm nó có cái gương mà nhìn vô cái gương thì sẽ thấy được cái gương mặt của cái người đó là biết là ai liền đó nếu như không phải là thành viên trong nhà này thì mình lại nắm cổ liền nha nói đàn ông không vính đàn bà chứ ăn trộm quýnh được à lại bắt đầu là mình nắm đầu mình lôi ra ngoài liền mình báo mình la làng la, 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 sớm lên ăn cắp ăn trộm liền thì anh mới vừa kiểu như anh đang anh đang đứng như vậy anh mới vừa nghiêng cái đầu qua anh nhìn vô cái miếng gương coi nó phản chiếu lại gương mặt nha trời ơi anh nhìn vô cái gương anh không thấy ai trong đó anh thấy có đúng một mình anh 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 cái cái miếng gương nó cũng phản chiếu lại anh luôn đứng cái miếng gương phản chiếu anh đang đứng nghiêng qua bên, bên anh nhìn như vậy nè còn cái người cái cô gái đang ngồi sát cái gương đó là không phản chiếu lại trong cái miếng gương nó trống quơ trống quắc như vậy luôn, một cái cảnh tượng nó rất là hải hùng mọi người tưởng tượng được không tại vì trong phòng nó cũng tắt đèn tiết kiệm điện mà tắt đèn nọ rồi chỉ chừa cái đèn nhỏ nhỏ, nhỏ ui, ui, thôi nè nó mờ, mờ 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 một, một, người đang ngồi soi gương mà nhìn vô tấm gương không thấy cái người đó mình diễn tả như vậy thì mọi người thấy cái độ kinh dị nó cỡ nào chứ thì lúc đó anh tự nhiên bị đơn à mình hay nói hoài gặp ma có hai loại người một là chạy bán sống bán chết còn hai là đơ cứng ngắc chân tay cứng ngắc luôn là ông này nè đó ông cứng ngắc rồi, ông đứng ông hả Ở kiểu vậy đó ông đứng ông hơ là một cái như vậy nè thì cái người đó bắt đầu là họ mới quay cái mặt qua khi họ quay cái mặt qua nó trời giống như là chét mà phải là dài trăm ký phấn lên trên mặt đó. nó trắng như ô mô vậy mọi người ơi nó trắng mà nó trắng kỳ lắm cái 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 cái, cái trắng của nó là cái trắng như trắng bột mì á À, chứ không phải là trắng bự là gọi là trắng da dẻ sao? hồng hào trắng là con gái là khác còn này trắng hay trắng bột mì mà chét lên trên mặt vậy đó nó kỳ vậy hai con mắt thì hiếp lại như vậy nè đó mà cái miệng thì nở ra một cái nụ cười son môi kia mình ở cái lúc anh đó nói là chắc là son môi chứ không phải là máu hay là cái gì chứ á mà giống như là họ son mà son son nó bị lem một người son mà trà đại lên như vậy đó thì nguyên một cái hoành nguyên cái mỏ vậy nè từ cái, cái 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 gọi là cái nhân trung đó tay tới cái càm tới cái môi là nguyên một hoành như vậy này, là nó đỏ chót hết nguyên cái mỏ luôn nhìn nó nó bày hầy nó dơ mà nó còn kinh dị nữa mọi người mà nhét cái miệng ra cười rồi bắt đầu son nó bị lem như trong răng đỏ 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 nữa kìa nó nó ghê dữ lắm luôn nha bắt đầu ông này là ông la làng ra là sớm là ông bung ông lui ra liền đó thì khi mà ông bung ông lui ra như vậy ông cứ tưởng cái tiếng la của ông mình nói với mọi người ở nhà ở sài gòn mà nhất là những người nào ở nhà ở đường lê văn sĩ mọi người biết là nhà mặt phố có nghĩa là nhà này là kề tường với nhà kia thậm chí là hai nhà xài chung bức tường có luôn á căn nhà nó nhỏ như vậy mà ông này ông gặp ma ông la làng la sớm vậy đó ông tưởng đó ông la ông bung ra có người cứu ông mà khi ông ông bung ra một cái rồi nó ngang là không một ai chạy xuống không biết cái gì chứ giống như ổng tưởng tượng là căn nhà đó chỉ có một mình ổng ở trong ổng quán gà bắt đầu ổng bung chạy đâu đường, vừa chạy qua đường bắt đầu là vợ chạy về nên làm gì làm gì thấy cái gì mà làm gì chạy ghê vậy, trời ơi chạy chạy qua đường xe đụng sao cam nói, ôi mời ghê quá em ơi dẫn vô bắt đầu là mới nói mới nói vợ nghe ừ là gặp vậy 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 nè hai vợ chồng tối không dám vô phòng ngủ mà mở cửa tan qua thì đương nhiên lần này bà vợ cũng rình rình mới lên mới dầm dầm đương nhiên mà không thấy cái gì rồi không có thấy gì nữa trơn á chỉ có một cái là bàn ba, ba, cái son phấn rồi dầu thơm những cái uh, mascara này nọ là kiểu vậy đó là nó nằm lính tinh nó trên bàn trơn em cái... và cái thổi son là được tháo được <laughs> được dặn ra luôn nha mọi người nha son của một, một phụ nữ con gái mình đánh đó mà là đang được dặn qua và cái đầu son nó bị gãy luôn à cái đầu son như là nó bị tè nó bị tè nó bị, tè, nó bị tà đó như vậy đó kiểu như vậy á à rất là ghê hỗn loạn trong phòng hết trơn á, hay chồng sợ quá, đã bắt đầu là mới nằm ngay chỗ nó rất là chật, cái tủ băng đĩa này nọ đồ là gán nằm chen chen chút nhau để mà ngủ như vậy, đã là bắt đầu mới nói thôi anh kiểu này thôi chắc uh, trả nhà, hôm qua mới tính vậy mà hôm nay người ta hiện ra vậy rồi, thôi 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 chắc uh, trả nhà đi đó thì qua hôm sau mới đề cập đến vấn đề trả nhà này nọ được nghe đương nhiên khi mà trả nhà là phải ờ à, là phải một hai tuần gì đó kiểu như vậy chứ phải nói trả trả liền đó là bán vẫn bán ở đó nhưng mà tối ngủ là hai chồng là đi khách sạn ngủ đó là tiền bán nhiêu là ra khách sạn này nọ đồ trả tiền đêm hai ba trăm ngàn, ngày xưa ở khách sạn cũng mắc mọi người lê văn sĩ khách sạn mắc lắm á đó. đó thì cũng ra ngủ một đêm hai ba trăm hai ba trăm vậy chứ biết sao giờ cho tới khi trả được nhà thì thôi à rồi thì phải nói như vậy nè cái lúc đó đó người nhà khi mà nghe kể lại cái câu chuyện đó là người nhà rất là tức chứ không phải nói tin đâu nha tại nó bây giờ mày trả nhà rồi bây giờ mày đồn nhà tao có ma nọ đồ nhưng mà khoảng thời gian sau cái cái tiệm vợ cái tiệm băng đĩa của vợ chồng á là làm cũng rất là lâu nha cho tới sau này đĩa lậu nhiều quá hay là kênh youtube phát triển rồi bắt đầu là mới 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 phá sản rồi nó Chứ ở đó cũng cả chục năm á tuyệt đối hai vợ chồng nó không kể lại với bất kỳ ai á không nói ờ à, ví dụ như qua đây mình ở à, nhà chủ trước tôi thuê ấy đó bị ma bị cỏ gặp thì hai chồng rất là được hoàn toàn không kể lại với ai hết trơn thì khoảng thời gian dài như vậy đó bắt đầu là đương nhiên thời gian nó sẽ xóa nhòa mọi thứ mà bắt đầu là hai bên gia đình cũng chơi với nhau vui vẻ lại bình thường rồi nọ đồ đó thì cái lúc đó mới tin À, nhưng mà rồi người nhà của bạn Nhật á, cũng tin là tin như vậy nhưng cũng không có cúng kiến Tại vì thật sự là không biết hai vợ chồng nó xui rủi làm sao đó thì mới gặp thôi Chứ người nhà ta ở đây từ trước những năm 2000 mà đời của bà ngoại bà, bà, bán bà gánh Bà dành dụm tiền bà mua căn nhà đó mà đó, đó đâu có gặp gì đâu Đó đó là như vậy mọi người hà rồi Đó là câu chuyện đầu tiên trong căn nhà đó Một hiện tượng nó kinh dị như vậy Chắc có thể là ở nhà rồi có cúng kiến đầy đủ hay sao đó Rồi thành ra là cái người đó họ không có hù còn hai vợ chồng này nọ đồ vô không cúng kiến này nọ đồ hay sao đó thì mới bị hù chọc như vậy ha rồi đó là chuyện đầu tiên bắt đầu là tới cái việc thứ hai cái thời điểm đó là tới một cái giai đoạn á là bà của bạn nhật này á là có qua đời qua đời một khoảng thời gian cũng một hai năm trời cũng không gặp bất kỳ cái vấn đề gì cả lúc đó bắt đầu là vẫn cho thuê rồi kinh tế càng ngày nói chung là trong nhà không có làm lụng gì nữa chỉ có đúng căn nhà là kiếm ra tiền là ừ là cho thuê mặt bằng lúc đó là cho thuê một cái shop quần áo nha đó cho thuê shop quần áo mà cái tiền thuê lúc đó đã, đã lên là mười mấy triệu một tháng đường lê văn sĩ là mặt bằng là hot lắm chứ không phải là giỡn là mọi người một cái thời điểm mà còn đỉnh cao á đó rồi bây giờ mười mấy triệu một tháng thì cả nhà chi xài cũng không đủ bạn nhật thì cũng còn đi học lúc đó là cũng uh, lớp 9, lớp 10 gì rồi đó thành ra bắt đầu là mới cắt những cái phòng nhỏ nhỏ nữa à bắt đầu là mới chia phòng ngăn dắt ra bắt đầu là cho những cái bạn sinh viên này nọ đồ vô để mà thuê chung luôn đó để mà kiếm được thêm in uh, income một người kiếm được thêm tiền hàng tháng thì lúc này á, là có vài bạn sinh viên vô ở chung một phòng Mà mới uh, chia tiền với nhau, xe tiền ra đó thì uh, ở được khoảng một tháng yên lành cũng không có gì thì lúc đó bắt đầu là những cái bạn sinh viên này là cứ than phiền với cái vấn đề như vậy nè cứ lâu lâu cứ gặp uh, mẹ bạn nhật mới nói ủa cô cô ơi uh, sao trong nhà cứ uh, tối cứ ai mà cứ uh, uh, gõ cửa uh, đùng 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 hoài à mà nói ủa bộ ai xuống gõ cửa phòng con hả nó không có không phải phòng con mà hình như là phòng đâu trên lầu một hay gì đó nó cứ gõ đùng 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 hoài mà tụi con ra mở cửa tụi con nhìn lên tại vì lúc đó là cái cầu thang mà dạng như cầu thang xoắn như vậy nè đó thì có một cái giếng trời đó mọi người giếng trời bự lắm thì đứng đứng từ ở dưới tầng trệt là nhìn lên trên tầng một được là dạng như vậy là lú cái đầu lên nhìn là thấy cái cửa trên tầng một luôn á cái cửa phòng trên tầng một luôn á thì mới nói là tụi con gõ đùng 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 hoài rồi bắt đầu là con đi ra con dòm á thì con không có thấy ai mà cứ một đêm như vậy là, là cứ làm hai ba lần như vậy mà tụi con sinh viên mà tụi con học thêm học bớt tùm lum tùm la tối ngủ sớm sáng mai dậy sớm đi học vẫn gõ và ngủ không được đó thì mẹ cũng không biết ai mẹ còn quay qua chửi uh, anh nhật mà mẹ quay qua chửi anh nhật nói mày về mà làm gì bỏ cửa đùng đùng tới đội đủ, đủ sinh viên nó nói gì nọ được mà anh nhật không có làm mà nó không có làm rồi bắt đầu mới nói những người chú những người cậu này nọ cũng không một ai làm trơn. đó mà cứ hai ba bữa là cái đám sinh viên nó cứ nói lần hai ba bữa là cái đám sinh viên nó nói lần bực quá không biết vụ gì đã nhưng mà rồi bắt đầu tới một cái lần đó đó thì mấy, mấy đứa sinh viên nó mới nói như vậy là mấy bạn nữ mới ủa mà cô ơi tối qua con thấy cái người đó rồi à, mà con sợ con nói ra nhiều khi chắc cô giận cô đuổi con không, không cho con ở á đâu đâu còn con nói ai để cô biết rồi cô cô la người ta chứ đuổi chửi cái gì làm phiền con rồi nọ con là khách hàng của cô mà con là, là 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 trả thu nhập cho cô hàng tháng mà chửi con gì nó dạ tại vì con thấy chắc cái người đó chắc lớn tuổi cô ơi chắc là là, là là cô gì chú bác hay là ba mẹ gì của cô quá lớn tuổi rồi cái nói không con không có ai đâu nhậm nhà này là cô là lớn nhất rồi cô với chú là lớn nhất rồi có ông cậu thôi mà ổng ông anh của cô thôi mà ổng cũng hơn cô mấy tuổi mà vụ gì nói dạ tại vì nó qua con nghe đùng đùng cái con bực quá đi con mới lúc đó con bình thường là con sẽ mở cửa ra con lú cái đầu ra con dòm luôn thì con không thấy mà lần này mấy con tụi con đinh đinh sao nữa con thử, thử mình đình thử coi là phải bây giờ mình rình chứ mình không có bước ra mình nhìn trực tiếp nữa thì mấy bạn này bắt đầu mấy bạn mới rình ha à, là nấp ở trong đó cũng nghe gõ cửa đùng, đùng 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 mới đình ra thì mới thấy đó là một cái người lớn tuổi à cũng đầu bạc rồi mà đang đứng gõ cái cửa trên tầng một á cứ gõ không phải là gõ mà giọng cửa nha không phải là gõ cốc cốc nhưng mà là giọng dùng nguyên một cái 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 nắm đấm như mày là giọng hình 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 như vậy nè mà cái mặt rất là dữ cái mặt rất là khó chịu luôn kìa giống như là 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 muốn vô muốn vô phòng mà bị khóa cửa kêu vậy cứ gõ đùng đùng Mà cái mặt không hề lên tiếng nha không hề kêu ờ mở cửa ra không kêu mà cứ nhăn nhăn cái mặt lại gõ đùng 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 như vậy nè thì khi mà mà diễn tả này rồi bắt đầu là mẹ bắt gãi đầu bắt nói ai ta trong nhà này là là cô là lớn nhất rồi có ông anh của cô thôi nhưng mà ông cô cũng là chủ nhà nhà này là là má của cô để lại cho cô À nói mới nhớ thì có ngày xưa đó thì, thì, thì có má thì bà ở trên lầu đó thì bà lớn tuổi nhưng mà uh, má cô là là bà, bà của uh, anh nhật á uh, má cô mất cách đây uh, hai năm mấy là con nói gì vậy thì mấy bạn sinh viên này tự nhiên cái sợ lúc đó mẹ thì mẹ đang nói tỉnh bơ mẹ cũng không có nghĩ gì đâu nhưng mà mấy bạn sinh viên mấy bạn sinh viên nghe mấy bạn nói trời ơi, cô ơi không lẽ không lẽ ma cô không lẽ uh, má cô hiện về gõ cửa à thì khi mà nói như vậy rồi bắt đầu là mẹ mới à không biết, không biết có phải vậy không bắt đầu là mới lục chạy lên bắt đầu mới lấy âm bum này nọ đồ lục lội này nọ đồ ra đó nghe đã bắt đầu đưa một cái tấm hình cho coi đó ừ phải cái người con thấy là người này không trời ơi, khi mà đưa ra tấm hình mấy bạn sinh viên này khóc không luôn không ý, à, dạ đúng mà cô ơi cái cô này nè cái cái cái, cái bài này bài này bà gõ cửa nè mặt mà mà trong tấm hình thì cười trong tấm hình đó là là chụp bà, bà, bà ngoại những năm tháng cuối cùng bà ngoại cười vui vẻ lắm không có gì hết trơn á nhưng mà những bạn sinh viên nói đúng là cái gương mặt này nhưng mà cái thái độ là khác cái thái độ là hung dữ là, là, là giống như là khó chịu kỳ cục lắm kìa đó thì khi mà nói như vậy rồi thì mẹ cũng bó tay mẹ cũng không biết làm sao luôn bây giờ nhưng mà bắt đầu là một hai ngày sau là cái kiểu như cái nhóm sinh viên này cũng chuyển ra luôn chứ không không còn ở trong cái căn phòng đó nữa đó rồi thì cái lúc này bắt đầu là mẹ mới nghĩ sao mà nói thôi bây giờ tại vì cái căn phòng mà thấy cái cảnh mà bà ngoại gõ cửa đó là có người ở trong đó mà có có đôi khi là sinh viên đôi khi là cặp vợ chồng đôi khi là nam nam thanh nữ tú vô sống thử nọ rồi nhưng mà hỏi những người trên đó thì Những người trên đó là hoàn toàn Không có nghe tiếng gõ cửa gì đó. Ngộ không Cái người mà bị gõ cửa thì không nghe Mà ở dưới đây á, Cái nhóm sinh viên ở dưới đây Không bị gõ cửa thì lại nghe Và lại thấy cảnh tượng như vậy luôn Nó kỳ lạ như vậy Đó nên là lúc đó bắt đầu nghĩ tới luôn. Đúng thiệt Cái căn phòng đó Ngày xưa là bà ngoại ở trong đó mất cũng mất tại căn phòng đó là bà ngoại mua căn nhà đó là ở căn nhà đó nha. Từ cái thời mà mẹ còn nhỏ luôn cho tới khi mẹ lớn lên rồi bắt đầu là lấy chồng rồi bắt rể về là mẹ là bà ngoại cứ ở trong đó ở hàng mấy chục năm. Từ nhà bằng cây nha ngày xưa là trên uh, tuyến đường Lê Văn Sĩ thường thường có những căn nhà bằng cây bằng gỗ nữa nha. Là từ nhà cây thành nhà tường thì bà ngoại vẫn ở trong căn phòng đó mấy chục năm trời cho tới khi mất đi cũng mất trong căn phòng đó luôn. Tẩm liệm cũng làm trong căn phòng đó tất cả mọi thứ luôn đó nên thành ra là có thể là bà ngoại vẫn còn ở trong căn phòng đó mà bây giờ á những cái người người ta vô người ta ở như vậy thì đôi khi người ta cũng thờ cúng hay sao sao đó thì là bà ngoại không có vô được hay sao đó thành ra là bà ngoại mới hiện về mới gõ cửa đùng 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 hàng đêm như vậy mà không hiểu sao thì người nhà lại không nghe thậm chí cái người ở trong căn phòng nó cũng không nghe không thấy mà cái nhóm sinh viên này là thấy và bắt đầu là mới nói như vậy đó thì bắt đầu là mẹ mới đưa ra một quyết định thôi vậy là bỏ trống căn phòng đó luôn nha bỏ trống căn phòng đó à, cũng không có dám để làm kho nữa mà phải chùi rửa hàng ngày hàng tháng như vậy đó cứ để đúng trống quơ trống quắc như vậy chứ đáng lẽ nếu mà cho thuê nha là một tháng thêm 500 thời điểm đó thời điểm hay hay lẻ mấy đó là một tháng được thêm 300, 500, 700 là cũng nhiều chứ mọi người đó ngày xưa hai vợ chồng tháng ăn triệu bạc cũng đủ mà đã nhưng mà bây giờ gặp cái tình trạng như vậy rồi nên thôi bỏ trống như vậy là mới chia những cái phòng khác ra ở Thì từ lúc đó bắt đầu là mới êm á đi à, Mới êm á đi không còn gì nữa à, Nhưng mà rồi bắt đầu tới một cái thời điểm Lúc đó thì à, Cũng bán căn nhà đó để mà chia tiền ra Cũng một số tiền lớn mà Mới chia ra này nọ Rồi bắt đầu là mới để cho những người khác đi mua những căn nhà khác ở Thì lúc đó chính thức là mới bán căn nhà đó thì từ khi mà bán căn nhà đó rồi Đó là căn nhà kỷ niệm của anh Nhật mà Bây giờ đường Lê Văn Sĩ ở Sài Gòn Mình thì cũng đi tới lui hoài Đó nên thành ra anh Nhật lâu lâu anh cũng chạy tới Chạy lui nọ đồ anh thấy là cái chỗ đó là cứ mỗi một lần anh nói anh chạy ngang nha anh có cơ hội anh chạy ngang là ba bốn tháng gì đó anh chạy ngang lần là cứ mỗi lần anh chạy ngang là anh thấy là là đổi chủ rồi đó, đó là là không phải là đổi chủ nhà mà đổi chủ thuê á lúc thì shop quần áo lúc thì trà sữa lúc thì cái này cái kia rồi quán ăn rồi pizza này nọ đồ là cứ đổi suốt anh nói hầu như là một năm trời anh thấy có ba cái luôn anh đấy một năm trời là có ba người vô mướn luôn đó thì lúc đó anh nói là kiểu như những hiện tượng không biết là bà ngoại có còn ở trong đó hay không tại vì khi mà bán nhà đi á là người nhà anh á là bắt đầu là có mời sư thầy nó xuống gọi hồ mình họ đồ để mà đi qua nhà mới của mẹ đó để mà mẹ thờ cúng bên đó nên thành ra không biết là bà ngoại có còn trong đó hay không nhưng cái cô gái mà của cặp vợ chồng bán băng đĩa ngày xưa đó thì chắc chắn là vẫn còn ở trong đó nó có một cái điều đó thú vị là từ đó giờ ở không thấy anh nhật rồi mẹ anh nhật rồi ba anh nhật rồi bà ngoại rồi tùm lum người trong đó không một ai thấy mà toàn là người ngoài thấy không toàn là những người vào trong đó để thuê để mướn để mà giống như là gọi là ở ở thuê ở mướn đó thì toàn là những người đó gọi là người ngoài đó những người đó là thấy à thì nó kỳ lạ là như vậy ha thì chuyện tâm linh mà tùy thôi nhiều khi là trong căn nhà đó họ nói là ừ là gia chủ này nọ rồi không hù thì, thì hù người ngoài đó là chuyện bình thường mọi người ha đó rồi thì đó là đó là hai cái câu chuyện đầu tiên của một anh tên là nhật nhật phạm ảnh đã uh, gửi về như vậy mọi người ha và ở trên cái tuyến đường đường lê văn sĩ đó là cách đây khoảng cỡ một năm mấy thì mình đã cũng kể có một cái dạo thời điểm á cái chuyện ma mình nó ngộ lắm nói chung là nó hên xui có một cái thời điểm mình kể về ừ là à, đà lạt quá trời luôn có một thời điểm ba bốn tập liên tục mình kể về đồng tháp quá trời luôn nó cái đó là hên xui thôi hên, chứ không, không phải là mình chủ ý mình chọn lựa nha thì mình nhớ cách đây khoảng cỡ một năm mấy đó, là có bốn năm tập liên tục hay là cách nhau một hai tập gì đó là mình kể về những cái ngôi nhà ma trên cái đường Lê Văn Sĩ cũng rất là nhiều Và khi mà tìm hiểu rõ ra biết ngày xưa đó là à, đường Lê Văn Sĩ thì thường là có rất là nhiều những người người ta mất ở đó từ những cái thời à, trước năm 75 này nọ từng, 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 từng. Nên cũng phải là không có lý do mà cái con đường nó nổi tiếng về cái chuyện ma cỏ mười ha Thôi rồi đó là hai câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay nè Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện của những người à, tiếp theo ha mọi người ha thì um, câu chuyện này á bạn này thì bạn cũng không có nói tên cho mình biết luôn mình chỉ biết là cái Zalo của bạn tên là BT á là BT đó B B phở với chữ T đó thì mình cũng không biết bạn này bạn tên là cái gì bạn gửi về Zalo nhưng mà thôi nếu mà vậy thì thôi bây giờ mình uh, mình đặt tên đại cho bạn này ha một bạn tên là Phú đi Bậc Phú mà gửi về câu chuyện á, là xảy ra cách đây là 4 năm trước Bây giờ là bạn 21-22 tuổi, 4 năm trở về trước là bạn khoảng cỡ 10, 17 tuổi đó, 16-17 tuổi đó nha Là bạn có biết được cái câu chuyện này ở trong ở trong sớm của bạn luôn nha à, Đây cái câu chuyện này á, nó xảy ra ở dưới Kiên Giang mọi người Thì gần nhà bạn á, là cái năm đó là có một cái bà bà chuyển về không biết là bà ở đâu đâu rồi có thể là trước khi bả chuyển về đây á là bả là một cái người có tiền bả ở đâu trong thì chỉ như là trung tâm mà trên đạch giá hay sao sao đó rồi chắc là bả đề đốm nợ nần cái gì thì không biết nha cái này mình mình không phải là mình nói xấu ông ta mà cái này là không biết chỉ biết là bả trốn nợ thì bả mới về đây bả ở đó thì khi mà một cái người trốn nợ như vậy trong khi đang sống trong nhung lụa đúng không bây giờ tự nhiên à, lên voi mà bây giờ xuống chó về đây cái bắt đầu là bà này bà hay cọc cần bả hay bực bội chồng bả rồi bả nói chung là bả ăn hiếp chồng bả dữ lắm luôn về hai vợ chồng không biết cũng dành dụm được miếng tiền mới mua được một cái căn không phải là mua đâu mà xây lên mua miếng đất xong rồi xây lên căn nhà cấp 4 tạm bợ thôi đó là coi như là trốn nợ mấy tỷ bạc còn gom được mấy trăm triệu về cất căn nhà ở dưới hốc bà tó để mà ở trốn nợ kiểu như vậy đó thì bà đi ra ngoài chợ bà cũng cọc cằn bà hay khoe lắm đó trời ơi hả à, tôi tại vì à, xa cơ thất thế rồi mới về đây chứ lúc trước tôi ở trên đó ngăn không dám nói là ở đâu luôn hỏi bây giờ bà ở trên đó là bà ở trên đâu không nói giấu mà tại vì mình đi trốn nợ mà mình phải giấu cái này nọ đồ nó, nó, họ hỏi, hỏi làm chi chỉ cần biết vậy thôi tôi lúc trước tôi ở trên đó là tôi giàu có làm sao nhà tôi bự cành cạnh sao mà bà chảnh chệ vậy đó đã mà bả cọc cằn lắm ai không tin cái bả chửi này nọ đồ thành ra mới kêu bả lại gì bà sáu cọc đã, bà đó bả đó bả thứ sáu bả có tên ví dụ như bà 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 sáu thủy bà sáu nga không kêu kêu bà sáu cọc tại vì bả cọc cằn quá đi đó thì cái câu chuyện xoay quanh cái bà sáu cọc này à, bà về đây bà ở được khoảng chừng à, nửa năm trời thì cái đêm hôm đó đó là trong sớm đang ngủ ngon như mày vậy nè thì bắt đầu ông chồng ông mới giác cái đèn pin ông cầm cái đèn pin ông chạy khắp sớm luôn ông chạy khắp sớm ông kêu đi, đi, kiếm vợ tôi cái đi kiếm vợ tôi dùm cái tôi sao tui, vợ tôi đâu mất tiêu rồi này nọ đồ thì ở đây mới đầu ai cũng cười cho nói ông này trời ơi trời bốn mấy lúc đó bốn mấy năm chục rồi vợ con không biết thì bây giờ vợ đi đâu bỏ theo trai hay cái gì <laughs> tự nhiên bây giờ giác đèn pin đi khắp sớm kêu đi kiếm dùm là đi kiếm ở đâu đó thì người nhà nói, thôi vợ ông về ngủ đi sớm, sớm mơi, vợ ông về thì giờ đi kiếm làm gì đó thì ông này ông mới nói không không bây giờ không có đêm nào mà hả? vợ tôi mà bỏ đi vậy chân á tôi, tôi tôi lo bây giờ đi kiếm mà ai đi kiếm phụ tôi thì kiếm không kiếm thì thôi chứ tôi phải đi kiếm bả mới được à thì rồi cả sớm ta mới nghe như vậy thì 10 người thì cũng có một hai người đi theo ổng thôi thì cả sớm 100 người thì cũng có khoảng cỡ năm mười người là là ừ là nghe vậy thì đi theo ổng phụ đi kiếm mà biết đi kiếm đâu đêm hôm này nọ rồi biết đi kiếm ở đâu cũng đi kiếm giáp vòng giáp vòng cũng không có nha bắt đầu nản rồi chán là mới kêu thôi ông cứ về nhà đi ngày mai mà vợ ông chưa về đó là tụi tôi phụ à, biên thư này nọ làm chứng để à, đi ra mà công an nó bị bắt cóc đi chứ bây giờ kiếm vòng vòng sớm hoài kiếm không có thì ông này ông cũng chán nản ông đi về khi mà ông đi về nhà rồi đó cho tới khoảng chừng ba bốn giờ sáng em cái lúc này đó là có một cái người họ rất họ lạ lắm như, như họ ở sớm trên hay sao đó đó mới đi dọc 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 mới mới đi xuống đây bắt đầu là mới đi hỏi vòng vòng nửa đêm nữa hôm đi hỏi ông chồng nói ủa biết nhà của uh, bà sáu bà sáu nào mới chuyển về đây rồi đó thì khi mà người ta nghe vậy thì mới hồi hồi tối đây là ông chồng đi kiếm mà nó ở ờ, chỉ chỉ về nhà của ông sáu thì về đây bắt đầu mới nói với ông sáu nói ông ông, ông coi trời ơi ông coi vợ ông bị điên bị khùng sao không gửi vô trong uh, ch 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 chạy tâm thần đi trời sao rồi? bỏ bỏ đi vòng vòng giờ bà nằm bên trên cái cái, cái 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 nguyệt của của bên nhà tôi kìa ở đây ông sáu nghe cũng hết hồn mấy người đi theo cũng nghe hết hồn cái vụ gì thì người ta mới nói kỹ là tại vì bây giờ người thân nhà người ta là mất đó bây giờ là đang trong lúc làm đám ma luôn mới tới ngày đám ma thứ hai thôi đó là tới sáng tinh mơ ngày hôm sau là bắt đầu chôn thì đương nhiên như vậy là ở đằng sau hè nhà dưới quê mà chôn sau nhà đó là có đào sẵn một cái huyệt đó để mai bỏ quan tài xuống thì bây giờ bà sáu cọc bà đang nằm dưới cái huyệt đó mà dứt khoát không lên người người ta nói là bà này bà dứt khoát không lên kêu bà lên bà không lên này nọ rồi mà hỏi tên hỏi tuổi thì bà nói là bà là bà sáu bà sáu đi đâu dưới đây gì nè thì người ta lần theo người ta đi kiếm này bây giờ bà đang nằm dưới cái huyệt đó bây giờ người nhà phải chạy lên coi làm sao trời ơi, khi mà nghe thông tin không hiểu không biết được tự nhiên bà này bà chỉ là chảnh chẹ thôi bà chỉ là khó tánh thôi chứ bà không hề không hề điên không hề khùng nha bà bình thường thậm chí là bà còn nói chuyện này nọ rồi ăn trên nói trên đầu ăn trên cổ của người ta mà bà khôn lanh dữ lắm á chứ không phải là bà điên bà khùng nữa tự nhiên bây giờ chui xuống cái, cái lỗ huyệt của người ta làm cái gì đã thì nghe rất là lạ đây bắt đầu mới chạy qua thì khi mà chạy qua rồi nha thấy bà này đầu bù tóc rối mà người tỉnh không mặt nguyên một cái bộ đồ ngủ thôi đó một cái bộ đồ ngủ không dài dép không có cái gì mà khoác nón lá cái gì trên mà đầu tóc bu sâu như vậy nè đó chân không như đó là nằm ở nhất lỗ huyệt vậy đó đó thì ông chồng tới bắt đầu là mới la làng khóc nói, bà ơi sao tự nhiên bà làm mà bị cái gì vậy nợ nần từ từ tôi trả này nọ đâu tôi kiếm được tôi trả cho bà làm gì bà điên bà khùng bà nhảy xuống đây làm gì tự tử hay gì ông chồng thì lại cứ tưởng đâu là bà này bà bị xì chết ba cái vụ nợ nần bà kiếm được bà tự tử rồi bà nhảy xuống cái lỗ quyền ta bà tự tử ở dưới hay gì á đó. đó thì bắt đầu là ông chồng khóc lóc ngồi ở đây người ta khuyên răng dữ lắm bắt đầu là mới kéo bà lên à thì khi mà kéo bà lên bà không nói không rằng mà bà giống như con mắt bà bà cứ láo liên láo liên mà bà trợn trợn bà láo liên mà chân mày bà giật 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 như vậy nè đó trong miệng bà một đống đất luôn nha mà không phải là bà bị nhét đất mà lúc đó thấy cái gì trong miệng sao dơ với đi mới móc ra đó là mới thấy là đất cát cái nọ là dính ở lưỡi ở răng chứ không phải là bà đang ngậm một hổng đất nha giống như là bà nhai đất xong bà nhả ra vậy đó là bây giờ trong miệng bà còn dính ba cái kẻ răng nọ đất đất sét đen thùi hết mấy cái răng luôn đã rồi đây mới thấy mặc dù là cũng không ưa bả đâu ghét bả gì đâu mà trốn nợ mà còn chảnh chè nọ đồ ghét lắm nhưng mà nói gì nói tình làng nghĩ sớm mình cũng giữa người với người mình phải cứu nhau rồi cũng đưa về sớm rồi bắt đầu đưa về nhà bắt đầu mới tắm rửa cho bả này nọ là tất cả mọi thứ nha qua ngày hôm sau cái bả mê man hàng à, sớm đâu qua tôi cũng hỏi thăm cái là <laughs> mọi người ha ông sáu ông nói không biết làm sao tối qua tôi cũng tắm rửa kỳ cọ cho bả như nít vậy đó ông sáu ông nói tắm cho vợ mà y như tắm cho con vậy đó đó là ra ngồi bắt ngồi ngồi chỗ ngồi ha ngồi cứ dòm mình ăn mắt cứ láo liên dòm tới dòm lui vậy nè đó rồi ngồi tắm rửa xong cái bưng vô trong phòng cái là ngủ ngủ mê man từ sáng cho tới chiều cái tối cái bắt đầu đi nữa đi cái cũng không có nói một tiếng nào hết trơn nha cứ đi mà dòm trời dòm đất dòm mấy cứ cười cười nó đòi xong bà này bắt khùng bà khùng chắc thậm chí ông chồng bà ông cũng nói luôn mà nó thôi chắc là vợ tôi nó không có vượt qua nổi cái cú sốc mà đang giàu có trên đỉnh xã hội bây giờ tuột cái miệng vậy chắc sốc quá bị điên bị khùng rồi à nhưng mà rồi đó có những người á người ta mới nói như vậy nè nó không mấy ông đi kiếm thầy ông coi thử coi làm sao chứ chắc gì bà bị điên bị khùng giờ bây giờ cứ nghĩ vậy cứ để vậy hoài cái mấy bữa nữa bà chết tới giờ đó tiền bạc không có thôi nói để tôi tôi cho mượn cho đi kiếm coi thầy thứ coi làm sao đó thì ông chồng rồi ông cũng nghe vậy nên, ừ thôi cũng muốn cứu vợ mình mà bắt đầu là mới nhận những cái đồng tiền đó bắt đầu là mới đi kiếm những cái người thầy thì khi mà cũng vận dụng một vài cái mối quan hệ Cũng kiếm được một cái người thầy về Thì tại vì nhà cũng có đơn chiếc Lúc này thì không biết là con cái của ông bà ở đâu luôn nha Nhà chỉ có hai vợ chồng đó Thì cũng bỏ bà ở nhà Tại vì cũng nghĩ trong đầu chắc bà cũng ngủ ly bị vậy đó Như bình thường tới tối bà mới đi Sáng bà ngủ dữ lắm Bỏ bà ở nhà bắt đầu là không có khóa cửa Khóa nẻo nhà có cái gì đâu trộm Rồi mới đi người này người kia chở đi kiếm thầy Bắt đầu đưa thầy về đó cái lúc mà đưa một cái ông thầy ông về đưa một ông thầy về bắt đầu mới bước vô trong nhà nó ờ à, là vợ tôi chắc giờ đang uh, ngủ trong phòng nó để chắc mời thầy vô thầy coi dùm sao à, rồi khi mà bước vô trong phòng ổng mở cửa thì thấy cái, cái cửa nó bị khóa nó bị khóa bên trong nó ủa sáng mình đi vợ mình ngủ trong phòng này nọ rồi ngủ ly bì ly bì mà sao mà biết khóa cửa này nọ rồi trong khi sáng mình đâu có bớt khóa trong đâu sao kỳ dữ vậy đó cũng mở cửa hoài kia bà ơi bà ơi bà có chồng không mở cửa này nọ đồ có khách tới nhà không dám nói thầy tới mà nói là khách tới nhà này nọ đồ nè cũng không trả lời thì ông thầy nói đâu để tôi lại tôi tôi gõ cửa thử coi sao Mới đầu ông thầy nào ông mới tới nói thật ra đúng ra đó là cái cánh cửa là mỗi cánh cửa nhựa thôi đạp cái bum cái đó nó banh bà cái cửa rồi chứ ở đó gì mà tại vì ông thầy nói khoan khoan khóa cửa đập cửa để tôi tôi gõ cửa thử coi rồi ông thầy ông cũng đi tới bắt đầu ông gõ giỏi cụp 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 nói rồi à, sao vụ gì đây mà mà à, à, vô người người ta nói cho nghe đi tự nhiên à, khóa cửa là làm sao đó thì khi mà lên tiếng vậy bắt đầu ở chỗ mới nghe tiếng cách nhau một cái cửa nha lúc này là cách nhau một cái cửa là nghe trong đó la lên nói ông đi đi ông đi đi ông biết cái gì mà ông xía vô chuyện của tôi tại nó chứ bộ tại nó chứ bộ tôi muốn nhậm sao Bây giờ tại nó là tại nó, ông thầy mới tại nó là tại nó, sao nói tôi nghe coi tôi tới đây là không có đánh đập gì nha, tôi là không có bùa chú, yếm bùa không ngại gì nha. Tôi tới đây là tôi coi như là tôi đại diện ra cho người nhà thì tôi nói chuyện với mấy người thôi, bây giờ nam nữ tên tuổi sao nói tôi nghe để tôi biết uh, sưng hô cho nó dễ. Nó bắt đầu người kia nói tôi đàn bà, tôi đàn bà biết tên tôi làm gì tôi biết tôi đàn bà được rồi. Rồi bây giờ bà Rồi đàn bà ha Rồi tôi kêu bằng bài nha Rồi sao Tự nhiên nhập với người, người ta làm sao Nói cho rõ ràng Tôi phán xét này nọ được coi Đó thì ở trong kia Bắt đầu nghe cái tiếng Cũng kiểu như là nói Mà gào thét Vừa nói vừa gào thét dữ lắm mọi người ơi nói, Tại cái bài này nè Từ đâu Về đây nè à? cất nhà lên chỗ tôi tôi đang nằm ở đây vậy đó rồi 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 cất sau đó, cái bếp Nấy chỗ tôi nằm nè bà đi tới tôi cự lộn với chồng bà Bà dậm đùng 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 ở dưới bếp bà, nằm dậm trên đầu trên cổ vậy tôi coi được không đó bà dậm trên đầu trên cổ vậy tôi ghét tôi 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 bà nằm ở dưới cái cái lỗ miệng ta đó để mốt chôn cất bà ở dưới luôn đi chôn sống bà ở dưới luôn đi cho người ta đạp trên đầu trên cổ bà cho bà biết cái tật này nọ làm à thì lúc đó ông này nói à, vậy hả vậy là là, là, vậy, là bà, vậy là bà nằm ở trong bếp này hả từ từ cũng thẳng nói đi nói người ta để có gì người ta đào mộ rồi nọ lên nó đào lên nó có nó gửi chùa có gì đâu mà nhập vô ta chứ bà này bà nghèo thấy mẹ ha tiền đâu mà gửi trong chùa làm sao gửi chùa được phải trốn nợ bởi về đây chứ bộ còn chảnh trẻ đạp trên đầu mà lúc cứ nói đi nói lại cái vụ mà đạp trên đầu trên cổ hoài đó thì lúc này ngưng lại đây mình nói nha thì cái lúc đó mới biết ra là tại vì mình bà này là cái bà sáu cọc cái tánh của bà cọc mà bà vẫn còn là gọi là tiểu thư đài cát một người mà mỗi lần cọc cái dặm dò chịu chịu dậm đùng 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 như vậy nè dằn mâm sáng kiến á thì bà dưới bà, bà cũng làm dưới bếp này nọ rồi bà nấu cơm nấu canh cho ông chồng tại vì lúc này á ông chồng ông phải đi bươn trải ông kiếm tiền ông, ông trả nợ nọ cũng lo cuộc sống thì bà này bà từ là một cái người kinh doanh bây giờ bà chuyển thành là một cái nội trợ còn ông chồng á là một cái người kiểu như như là mình nói cũng không có làm gì bây giờ phải đi ra làm phải đi ra ngoài đường để mà kiếm tiền nó nó đảo ngược vị trí như vậy đó nên thành ra bà này bà không quen bà nấu ăn nấu uống nó bị dở hay sao đó về chồng cũng chê ờ ừ, em nấu cá em kho cá mặn quá cái bà bực cái bà dậm bà đứng dưới bếp bà dậm dò đó không ăn măng cho, chó ăn đi dậm đùng 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 tôi vậy đây tôi phải nấu cơm nấu nước cho ông ngày xưa đó ông làm được mẹ vậy đâu tôi lo cho ông hết giờ ông vậy cứ dậm đùng 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 vậy đó thì dậm cái chân xuống thì vô tình ở dưới cái chỗ đó là cái chỗ người ta nằm cái chỗ của cái bà đó bà nằm mà cái bà này bà cứ đứng ở trên đây bà dậm đùng 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 xuống mỗi lần cự lộn với chồng là dậm mà ngày nào cũng cự lộn ngày nào cũng dậm dậm riết mà cái nền nó muốn lủng muốn lủng luôn vậy đó đó ý là như vậy đó đó là do ông chồng ông nói là với cái người thầy nó ờ à, lúc trước vợ tôi cũng hay dậm đùng đùng như vậy rồi, rồi cũng biết chuyện rồi bắt đầu mới nói nó à, rồi thôi bây giờ vậy được rồi nha thôi bây giờ là là là, là làm sao mở cửa rồi, tôi vô đi rồi xuất cái đi ngang để tôi về tôi nói với vợ chồng đây bây giờ không có tiền đó thì đấy coi tôi kêu hàng xóm này nọ rồi gom góp lại để đào xuống mà ở dưới còn gì không ở dưới còn cái gì ở dưới đó không để gọi để mà đi thiêu đi gửi không ông thầy ông hỏi còn cái gì không ý là ừ là còn xương cốt còn cái gì không á ông thầy ông hỏi như vậy á là cái nguyên văn rất là sâu xa nha mọi người ý ông hỏi như vậy á để ông biết được là cái người này là mất lâu hay là hay là chưa tại vì hồi nãy giờ hỏi tên bà không chịu nói hỏi quê quán bà ở đâu bà không nói bà không có nói cái gì chân bà chỉ nói bà là đàn bà thôi thì rất là khó giao tiếp thành ra ông thầy ông mới dùng cái chiêu đó ông nói ừ là ở dưới đó còn cái gì không để tôi biết rồi tôi đào lên này nọ tôi thấy rồi tôi đem tôi thiêu tôi gửi ông chùa đó thì bà này bà mới nói như vậy nè không còn mẹ gì dưới chứ á không có còn cái gì chân lâu dữ lắm rồi không có còn cái gì đào cũng không có thấy cái gì đâu không có còn cái đâu còn dữ lắm còn mấy cái răng này. không còn cái gì á đó thì có nghĩa là bà mất rất lâu rồi. à nếu như bà nói à còn nhiều còn ở có có còn xương này nọ đâu dưới à là mất năm bảy năm mười năm hai mươi năm trở lại còn nếu như bây giờ không còn cái gì hết còn có à là răng này nọ thôi thì mọi người nên nhớ nha cái răng cái tóc là gốc con người có những cái những người ta bốc mộ xương cốt rã hết nhưng mà răng vẫn còn nha mọi người nha tóc vẫn còn nha đó là gọi là cái răng cái tóc là gốc con người là cái chỗ đó 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 thành ra là biết à, lâu giữ hèn chi ông thầy ông đứng ông nói à, hèn chi nhập vô tỉnh bơ này nọ đồ ha rồi 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 thôi bây giờ là tôi uh, bây giờ không mở cửa đó nghe. là là tôi phá cửa ra đó nha đã tôi phá cửa tôi vô rồi nọ tôi dùng bạo lực đó nha tôi nói rồi đó bây giờ một là bây giờ xuất ra tôi ở đây là tôi nói làm việc với gia đình để cho đào lên còn cái gì thì lấy lấy cái đó gửi trong chùa này nọ đồ dông linh vô chùa này trong đó đi đã còn hai mà không chịu mà cứ nhập vô vậy đó ngang cái cửa này nó mỏng dữ lắm đó tôi đạp một cái là tôi vô là đừng có trách đó ngang đã vừa nói xong bắt đầu là nghe tiếng cái cọc Mọi người chú ý kỹ chỗ này là nó kỳ lạ cái chỗ này nè, nghe tiếng một cái cọc một cái tại vì cái cửa mà bằng cái cửa nhựa mà loại tay cầm mà mà bấm nút á mọi người. Thì khi mà bị khóa lại mà mọi người ở bên trong người mở là sẽ nghe một cái cọc như vậy đó. Khi mà nghe một cái cọc như vậy thì ông chồng ông cứ tưởng đâu à là cái người đó nhập vô bà vợ, bà vợ bà đi lại bà mở cái chốt cửa ra. Nhưng không phải. Vừa nghe một cái cọc một cái ông đây mở cửa ra liền thì thấy bà vợ bà nằm tuốt trong góc tường đó à bà nằm tốt trong góc tường có nghĩa là không thể nào mà nhanh như vậy nếu như mà bà vợ bà đi lại bà vợ bà bị nhập đi bà đi lại bà lấy tay bà mở cái cửa đi thì vừa mở cửa trong đây đẩy ra thì bà phải đứng trước cửa bà phải đứng ngay chỗ cái cửa đó giữ lắm là bà lui lại hai ba bước thôi còn cái này là vừa cái cọc ở đây ông thầy ông mở cửa ông tung cửa vô liền thì bà vợ bà nằm trong góc tường là có nghĩa không bằng không biết bằng cách nào đó mà bà bà vợ bà nằm ở trong góc tường mà bà vẫn mở được cái cửa ha à, nó ghê là ghê ở cái chỗ đó nha mọi người nha thì lúc đó tới như vậy đó ông chồng ông không dám lại gần mà ông chồng ông cứ đứng sớ rớ sớ rớ như vậy nè ông ông nó thôi lại kêu vợ dậy đi nó ra rồi nó xuất rồi bà đó bà xuất ra rồi được rồi kêu lại kêu vợ dậy đi đó ông chồng mới lại em 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 mày nọ rồi thì bà vợ bà mới ngồi dậy đã ngồi dậy nói ủa hai giờ ừ, nó ở ừ, đây thầy này nọ thì bả cũng nói nào nói bà hung dữ bà này bà nọ bà kia nhưng mà cái chuyện mà à, là à, về phật về thầy pháp này nọ đồ là bả rất là kính nể nó dạ 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 thầy dạ thầy nọ đồ đi ra thì ông thầy ông xuống ông ngồi ông bàn công chuyện ra kêu ra ngoài, ngoài bàn khách này là ngồi nói chuyện nó ừ nãy giờ nói chuyện nè là có chồng cô ở đây nó là cô bị như vậy như vậy là cô dậm trên đầu trên cổ người ta vậy vậy nãy người ta mét tuôn vậy đó đó bây giờ biết xác định được ở dưới bếp là cái chỗ đó chôn cất vậy vậy rồi anh chị không có tiền á thì bây giờ đi uh, mượn tiền hay sao sao đó đi đó làm sao để đào lên nó chắc lưu quỷ là cũng sâu rồi nha cũng uh, sâu ở dưới đó lắm mà tại vì nghe nói là không còn cái gì mà còn răng không này chắc là sâu lắm đó chắc đào cho tôi là cũng phải là cỡ hai ba mét ba bốn mét vậy đó chừng không chừng ba mét mấy thôi đó là kiểu như vậy thì đòi hai chồng cũng dạ dạ vân vân chứ biết làm sao giờ rồi rồi ông thầy ông đi về thì ông nói thôi không có lấy tiền lấy bạc đáng lẽ là đương nhiên phải có tiền trà nước tiền đèn này nọ đồ nhang đèn này nọ đồ nhưng ông không lấy một cắt luôn nó để cái tiền ở đó để mà lo cái vụ đó đi để gửi người ta lên chùa cũng tốn phí chứ không phải không tốn đâu đó rồi ông mới đi về thì khi mà đi về là coi như là bà vợ bà không còn bị nhập nữa ông chồng mới hỏi là mấy ngày qua bà bị về vậy, vậy bà có nhớ không thì bà, bà vợ bà mới nói như vậy nè mấy cái ngày vừa qua đối với là cái bà sáu cọc này ấy, bà ấy giống như là bà sống trong mơ vậy đó có lúc mơ có lúc tỉnh rồi có lúc tự nhiên bừng cái giật mình vậy cái thấy mình đang đi đâu ngoài chợ rồi mà mang chân không mang chân không chân tay lắm lem tùm lum tùm la trên mặt cái bộ đồ mỏng tanh không biết chứ bắt đầu kiếm đường đi về đó là cứ như vậy giống như là họ nhập vô họ dẫn bả lai chợ rồi bắt đầu họ xuất ra làm sao đó là bà này bà không còn biết nữa lâu lâu giật mình cái thấy đứng ngoài bờ ao không biết lý do tại sao đứng ngoài đây cái cuộc sống nó kỳ lắm kìa giống như người ta chiếm đoạt cái thể xác của bà bả không biết lúc nào bả tỉnh không biết lúc nào bả mê đó thì rồi lúc này nói thật thì cũng tiền bạc cũng có đâu mướn nợ thầy này nọ đồ tới đào lên này nọ đồ ông chồng cũng phải cũng phải đi vay mượn vừa đi tới đâu vừa kể tới đó ừ vợ tôi bị như vậy là nguyên do như vậy nè bả dẫm đạp trên đầu người ta mà thiệt là vợ chồng có biết đâu tánh bả lúc bả bả khó chịu bả hay dậm chân vậy vậy đó mà ai về cái kết quả nó nặng quá cái hậu quả nó nặng quá thì người ta cũng người thì cũng cho chút đỉnh có người không có tiền thì cho mượn đó người dăm bảy trăm người hai ba triệu gì đó thì cũng có một chút đỉnh tiền đó rồi sau đó bắt đầu là cũng kêu cái người thợ thầy rồi tới đào xuống đúng thiệt khi mà đào xuống tới đó đó thì không, nó không phải là không còn gì thì không đúng vẫn còn nhưng mà nhiều khi mình nó còn cái đốt móng tay nhỏ nhỏ tưởng nó khúc cây không á cái khúc xương mà tưởng nó khúc cây á tại vì nó đen ngờm mà nó ấy lắm kìa nhưng mà những cái răng là vẫn còn à những cái răng này nọ đồ nó bằng à, nửa cái ngón cái nửa ngón cái nhìn là biết là răng đã rồi thì mới gom góp được có chừng chén rồi mọi người gom góp còn có được có một chén là xương đó chén cái đầu lâu này nọ rồi cũng không còn nó kiểu như là nó hóa bùng hết luôn hay sao rồi lâu quá hay sao đó đã còn được chuẩn chén chén đầy mà là rồi đem cái đó bắt đầu đi uh, lên chùa nhờ thiêu này nọ rồi bắt đầu là mới gửi trong chùa như vậy đó rồi mới kêu sư thầy nhờ sư thầy tới tụng niệm đó khó một cái chỗ là không có biết tên tuổi không có biết tên tuổi gì để mà tụng niệm thì sư thầy cũng tới cũng tụng niệm vậy thôi đó nhưng mà rồi bắt đầu là sau đó thì không còn gì nữa hai vợ chồng lâu lâu bắt đầu lên đó thấp nhang là bà bà sáu cọc này bả cũng giống như là bả cũng đổi tánh đổi nết chút đỉnh mọi người tại vì ừ, vì cái mình bực bội gì mình cọc cằn mình dậm chân gì thôi mà cái hậu quả nó tới như vậy rồi thành ra là bả cũng hiền hậu chút xíu thì à, bạn bạn phú này bạn nói cho tới bây giờ này hai chồng vẫn còn sống với đó đó vẫn còn sống cũng lay lắc lay lắc vậy cũng trời không biết không biết bả thiếu nợ bao nhiêu nhưng mà hỏi ra bả nói trời ơi, làm hết cái đời này chưa biết trả được nợ hay không hai chồng cứ sống lây lắc lay lắc rồi có cơm ba bữa qua ngày vậy đó cũng không thấy con cái gì về thăm hỏi cho tới bây giờ vẫn còn sống như vậy ở dưới um, uh, kiên giang nha mọi người nha đương nhiên biết chính xác được cái địa chỉ mà không lẽ giờ người ta đang trốn nợ rồi nói địa chỉ ra chủ nợ nghe vũ mập vũ nợ xuống dưới đồi chết người ta nữa <laughs> nên thôi nói chung là chỉ biết là một cái chỗ dưới kiên giang là như vậy mọi người ha À rồi, đó là cái câu chuyện của người tiếp theo như vậy rất là hay nha Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay nha mọi người thì trước khi qua câu chuyện tiếp theo cho phép mình à, quảng cáo chút xíu thì à, như mọi người cũng đã biết ha thì hôm qua mình đã có quay lại cái món khô bò viên à, sau hai tuần lễ cái máy bị hư không sản xuất được á thì trong thời gian đó thì cái món khô bò cây này là thay thế đàn anh khô bò viên rất là nhiều à, thì bây giờ đương nhiên bây giờ thì đàn anh nó trở lại rồi thì cũng xin giới thiệu chút xíu về đàn em có con người quên đây là khô bò que về cái phần thành phần nguyên liệu thịt bò là nó giống với lại khô bò viên khô bò viên là cắt cục cục vuông vuông còn khô bò que là khắc sợi sợi dài dài như vậy nhưng về thành phần tẩm ướp công thức á là nó riêng nó khác biệt hoàn toàn luôn cũng phải nói là hai món này là hai món nó hoàn toàn khác nhau nó chỉ giống nhau là thịt bò đó giống như là nó là bò kho với lại bò bít tết là hai món khác nhau nó là như vậy đó để có một người hiểu lầm nó ừ, ờ, bò viên thì là dạng viên còn bò sợi là bò que là dạng que thì chắc nó cũng ăn cũng giống nhau không hoàn toàn nó khác nhau từ những công thức tẩm ướp luôn đó nên thành ra là mọi người có thể là mua khô bò viên về ăn trải nghiệm rồi thì um, uh, cũng muốn thử cái khác á mà bây giờ không biết cái gì thì mua khô bò que là một cái sự lựa chọn hoàn toàn xứng đáng mọi người nha đó còn không thì mua một lần hai anh em đó luôn đó mua que và mua viên mua hai anh em đó về ăn thử luôn là sẽ biết cái nào là thí kiều cái nào là thí vân mọi người nha À, thì um, ngoài ra thì mình cũng xin thông báo thêm Là hiện tại bây giờ là mình đã có mặt trên Lazada nha Cái thông tin mình ăn vặt du mập có mặt trên Lazada Thì chắc là sắp tới mọi người sẽ nghe mình nói rất là nhiều Tại vì mình mới có mặt trên đó Mình phải quảng cáo nhiều nhiều nhiều, nhiều lên Để mọi người vào đó mọi người mua Thì uh, bên Lazada họ mới Giống như là họ mới um, cưng chiều mình Họ mới uh, cho mình lên uh, trên uh, top đầu Để mà khán giả hoặc là khách hàng mới Họ mua được <laughs> Nên bắt buộc mình phải nói nhiều đó, Mọi người thấy cái dòng chữ xanh xanh là lạ lạ không Lazada ăn vặt du mập đã có mặt trên Lazada Lazada nha tính đồ shopee à, mua shopee còn tính đồ Lazada thì cứ mua Lazada ok ha rồi bây giờ là mình sẽ vào đến cái câu chuyện của cái người cuối cùng ngày hôm nay hôm nay các bạn gửi chuyện về tên là Trương Bảo mọi người nghe nó quen không mấy ngày trước mình cũng kể Trương Bảo đúng không, không. Trương Bảo này là Trương Bảo khác Hai bạn này là cũng là họ Trương Cũng là tên Bảo Chữ lót là gì thì không biết Nhưng nôm na là hai bạn này là hai bạn hoàn toàn khác nhau nha mọi người nha Câu chuyện cũng hoàn toàn khác nhau luôn à, Rồi Thì à, bạn Trương Bảo này Bạn kể về một cái lần Mà bạn có à, Có đi về dưới đồng tháp bạn đi à, bạn đi công việc thì đó là vào năm 2015 đó lúc đó là bạn có làm vận động viên judo À bộ môn judo mọi người ha à, để mà đi đấu cũng kiểu như gọi đấu vật vậy đó kiểu kiểu như vậy đó. À rồi, bạn có đi xuống dưới đồng tháp đó để mà bạn đi thi đấu. À, rồi. Thì lúc dưới đó như vậy thì bạn ở dưới đây là bạn ở lại đó bạn vừa bạn thi đấu mà gọi là đi du đấu ha, đi cũng khoảng cỡ một tuần lễ. Thì ở dưới đây đó bắt đầu là mới thuê cho bạn à, những cái người những người tổ chức giải đó. Bắt đầu là mới thuê cho bạn ở một cái căn phòng trọ một cái căn một cái căn một cái phòng khách sạn chứ không phải là nhà trọ nữa thì một cái nhóm bạn của bạn là bao gồm có bốn đứa là bốn đứa nam đó ngang là ở chung trong một căn phòng này luôn thì rồi đó bạn nói nghe vận động viên đi du đấu tưởng đâu ở ừ, đấu chút đỉnh rồi đi chứ không có đâu phải vô tập mày nọ đồ là y như cái lịch trình hàng ngày luôn là 7 giờ sáng là vô tới nhà thi đấu đó rồi tập mày nọ đồ xong bắt đầu là khi nào mà có tới giờ thi đấu thì thi đấu à, chiều tối mới về là trời nó mệt lắm mà nói đi, bạn này judo mà nói đơn giản như đi quấn lộn vậy đó đi quấn lộn mà quấn lộn từ sáng tới chiều cứ bảy giờ sáng mở mắt lên nhảy đấu quấn lộn quấn lộn tới chiều về rồi nó mệt dữ lắm nó mệt rã người luôn thành ra là về tới khách sạn là ngủ về tới là ngủ bập ngủ một bập ngủ không đã nhưng cho tới cái ngày cuối cùng thì lúc đó là buổi sáng là đã đấu xong rồi đấu có buổi sáng xong mà nguyên cái buổi chiều đó là đi vòng vòng chơi nó không có mệt mỏi gì hết thì tối đó bắt đầu là nguyên một đám mới ngủ để mà sáng mai về đó nha, à, nguyên đám ngủ để sáng mai về đó. Thì cái đêm cuối cùng ở trong khách sạn này bắt đầu là mới có một cái chuyện nó cũng, mình xin nói trước luôn, nó cũng không có kinh dị cho lắm đâu, nó cũng chỉ là hơi tâm linh mà bạn bị chọc, bị phá thôi. À, đang ngồi trong phòng, buồn quá, nguyên đám cũng nào là quýnh bài, nào là bấm điện thoại, cười giỡn với nhau. 11 giờ mấy theo đúng như cái nguyên tắc đó nha là 10 giờ phải đi ngủ để mình bảo chỉ như thức càng khuya thì cái thể lực càng yếu mà đó nên mà những cái người mà gọi là huấn luyện viên nha bạn này là vận động viên còn huấn luyện viên mà người ta biết thức khuya là người ta chửi dữ lắm nhưng bạn nói đó, cái năm đó bạn mới có 20 tuổi à. trời trẻ trâu dữ lắm lén lút ngồi chơi như mày nè đang sầm xì to nhỏ đây đừng la lớn quá để ông ông thầy không biết ông huấn luyện viên á ông thầy không biết ông qua ông, ông chửi nọ đâu thì đang ngồi nguyên đám ngồi gọi là chơi lén mà chơi rình chơi mò mà tự nhiên gõ cửa gõ cửa mà gõ rất là lớn nha mọi người nha chứ không phải là gõ cọc 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 bình hỏi gõ bim, 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 như vậy là gõ rất là lớn luôn nguyên một đám mà giật mình như vậy nè đó nhưng không đứa nào ra mở cửa trừng á tại vì á bạn bạn bảo bạn nói thì đó giống như là ông thầy ông đi ngang ông nghe rồi ông gõ cửa kiểu như là uh, im đi ngủ đi nha kiểu như vậy đó thành ra là không cần phải ra mở cửa làm gì đã cứ gõ đùng đùng rồi biết tự động biết là nguyên đám cũng im. Đáng sao vậy tụi bay? Giờ đi ngủ hả? Trời ơi mai về rồi về xong cái đứa này về nguyên nguyên cái đám này đâu phải là ở chung với nhau đâu, đâu phải là là học chung với nhau đâu, chỉ là thi đấu chung với nhau thôi. Bây giờ quay trở về Sài Gòn xong cái cái gì đó. mỗi đứa một nơi rồi giờ cái đêm cuối cùng mình chơi mà ngộ quá thôi chơi nhỏ nhỏ chút xíu để Chắc ông cũng nghe đâu nãy mày nè thằng nghĩa là mày la cho lớn vô chi đã rồi thì im cái bắt đầu nguyên đám ngồi chơi tiếp vĩnh bài cười. cười cười nhỏ 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 vậy năm phút sau gõ nữa gõ đúng đùng đúng cái nó gõ mà muốn banh cái cửa luôn á lúc mà nguyên đám nhìn qua là thấy cái cửa đó, nó nó rung 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 lên như vậy luôn đó, là là không nghĩa là gõ rất là mạnh gõ đúng 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 ba cái như vậy nguyên đám giật mình đó. trời ơi ông thầy này á ông thính lỗ tai dữ vậy trời mình chơi nhỏ xíu không có đứa nào cười giỡn này nọ thở không dám thở mạnh nữa mà ông nghe gì ta đó nhưng ngay lúc này là không dừng lại vừa gõ cửa nguyên đám ngưng nói nói nhau khoảng chừng 15 20 giây cái gõ nữa gõ đùng 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 cái nữa bắt đầu là bạn bảo bạn đứng lên nó thôi để tao ra rồi. coi sao không biết là ổng ổng bật cái gì này nọ rồi mới đi ra mới đứng trước cửa chưa mở cửa nhưng bên đứng trước cửa nói dạ con bảo thầy con, con nghe thầy im ru không có trả lời hết trơn bạn bảo bạn đang đứng kế bên cửa đang đứng cái cửa vậy phải không Đang đứng kế bên cửa dạ con nghe thầy ơi thầy, thầy nói gì đây? vừa không có nghe trả lời mà lúc đó là gõ đùng 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 mà bạn bạn bảo bạn tưởng đâu là cái cửa chắc là nó bay nó đập vô mặt bạn luôn rồi đó gõ đùng đùng cái bạn bạn giật mình bạn né cái gì vậy ta ông thầy ông ông, ông giận dữ lắm hay cái gì em? đã bắt đầu là mới mở cửa thì vừa mở cửa ra một cái không có cái gì cái hành lang cái đèn nó không mở mà nó tối thui không một người nào mà đó tự nhiên nguyên đám nổ dơ gà cột 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 cột, cột lên như vậy nè chắc chắn á, những cái người huấn luyện viên mà thầy mà người ta không có bao giờ người ta giỡn mà giỡn kiểu đó ví dụ như giỡn một hai lần ai mà giỡn ngay kiểu đó đúng không thì chắc chắn không phải là thầy đó đương nhiên ở trong đây thì cũng có một vài bạn thi đấu khác nữa. Tại vì lúc đó bạn đi là từ Sài Gòn nè, Đồng Tháp qua rồi từ à, bên người à, ta bên kiểu như là lục tỉnh miền Tây đó mọi người là những trường học judo á là sẽ đi về Đồng Tháp để mà đi du đấu mà đi thi đấu mà đi gọi là làm đi đấu chung với nhau đấu cặp cặp với người Thì ở trong đó thì bạn nói là cái lúc đó là buổi sáng là bạn có đánh bại cái đội kia với lại mấy bữa trước bạn cũng có đánh bại một vài đội nữa, nhóm của bạn có đánh bại một vài đội nữa thì bắt đầu mới đóng cửa bắt đầu bảo mới nói như vậy ê tụi bay, thầy mình thì chắc chắn là không bao giờ mà, 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 mà chơi kiểu nít vậy trơn, ổng nghiêm túc lắm. Tao nghĩ đó chắc cái tụi này cái đám bên trà vinh hay cái đám bên vĩnh long đó. cái đám đó là hả, bữa mình nó chơi là nó mình mình hơn nó nửa điểm mình thắng nó nhớ hôm nó tức nó cay cú đó. giờ nó ở đêm cuối nó nghĩ nó sân nhà đó tại vì đồng tháp cũng là miền tây mà những bạn này trên sài gòn xuống thì nó, nó nó sân nhà nó chọc quê mình á nó nó hù mình đó, nó này nọ nó nó, 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 nó nó cà rỡn nó giỡn với mình á đó. đó bây giờ để từ từ để tôi ra tao coi bây giờ là tôi bay cứ ngồi đi để tôi ra ngoài chỗ lan can tại vì lúc đó bạn nói á ra ngoài cái lan can thì bạn bắt đầu bạn đứng ngoài lan can bạn dòm nó phải cho mọi người dễ hiểu ta cứ là bạn chòm vô bạn dòm là có mỗi khung cửa sổ bạn dòm như được cái hành lang luôn đó coi như là bạn bạn leo ra ngoài bạn leo ra ngoài cái ban công chứ không phải là cái hành lang bạn leo là cái ban công bạn nhìn ngược trở vô cái hành lang được rồi nói nôm na như vậy vô một người dễ hiểu đó thành ra bạn bảo bạn nói tụi bay ngồi đi tụi bay ngồi đi tao ra ngoài đó tao chờ mấy người tao dòm tụi nó mà vừa xuống gõ cửa tao mà nhìn mặt ra thằng nào đó ngang đó là tối nay có huấn luyện viên này nọ đồ mất công lắm đó, để mình nó quýnh lộn quýnh lộn, không có nên này nọ đồ bị kỷ lục đó tao nhớ mặt nha ngày mai giờ ăn sáng ngày nọ đồ ra hả mình kiếm chuyện mình nói chuyện với nó cho rõ ràng đó được được quýnh lộn luôn chứ không có sợ gì trơn á chứ đâu mà giỡn hết kiểu gì mà kỳ cục vậy thì nguyên đám mới thống nhất với nhau còn hai ba đứa này nó ngồi trong đây đúng không cũng ngồi làm bộ quýnh bài vậy thì bạn bảo bạn mới ra ngoài chỗ cái lan can bạn đứng bạn chờm chờm với người vô bạn đứng bạn chờm chờm bạn dòm như thế này bạn nói là bạn dòm năm phút đồng hồ bạn dòm năm phút đồng hồ bạn không thấy một cái gì không nghe bất kỳ một âm thanh gì hết đã cái mọi người chú ý chỗ này nha không nghe bất kỳ một âm thanh không thấy bất kỳ một cái đầu hiện tượng hết năm phút đồng hồ mỗi nó chích thấy bà nội dỗ bẹp bẹp mà mũi chích không à cái đi vô mà, mà bảo bạn nói trời ơi mấy đứa này nó khôn ghê nó biết tao gà rình hay cái gì á nó không có chịu gõ cửa hai ba đứa ở trong đây mới nói ngược lại nó mày bị gì á tao tưởng nãy giờ mày thấy rồi chứ tao tính mày tao tính hỏi mày là coi mày thấy thằng tụi 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 nào không tụi uh, vĩnh long hay là tụi bên chợ dinh sóc trăng gì không tao ra ngoài tao chòm mũi chích tao thấy bà đây tao có thấy đứa nào đâu mày nó, kỳ giá tụi tao ngồi trong đây mày mới vừa bước ra chừng khoảng chừng 2 phút thôi là nó tụi, là tụi nó gõ cửa rồi đó tụi nó gõ cửa đùng 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 ở trong đây muốn muốn bể mẹ cái cửa luôn mà tao đâu có tao mà đó tao dòm tao có thấy ai đâu mà hai được kiểu như là hai bên một bên là bạn bảo một bên là hai, hai ba đứa kia thiếu điều muốn muốn cậy lộn luôn á nó không có tao dòm không thấy ai bên đây nó trời ơi mày mới vừa đi ra nó gõ hai ba đợt một đợt nó gõ ba lần gõ gõ ba tiếng gõ bình 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 như vậy mà nó gõ hai ba đợt vậy đó là cứ hai ba chục giây là gõ một đợt thì nếu đúng là như vậy nếu đúng là người làm thì chắc chắn bạn bảo sẽ thấy à một cái thằng nào đó hay là một nhóm nào đó đứng trước cửa gõ đùng 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 cái kéo nhau chạy đi xong chút xíu quay trở lại gõ đùng đùng đùng, đùng kéo nhau chạy đi nhưng cái kỳ lạ cái chỗ là bạn bảo bạn không thấy bất kỳ ai không nghe không nghe bất kỳ một âm thanh nào luôn À nó kỳ lạ như vậy mà chỉ đứng ở ngoài lan can thôi Nếu như mà có tiếng gõ cửa thiệt đi Phải nghe không thấy đi Mình cũng phải nghe chứ mà bạn bảo bạn nói là bạn đứng ngoài lan can bởi hành ấy, Đúng rồi cái lan can Mà bạn vẫn không nghe cái tiếng gì Nó kỳ lạ như vậy Nguyên một đá mới nói với nhau Đúng rồi mày ơi Chắc tao nghĩ là không phải người làm đâu hỏi làm sao mày nói như vậy lúc đó hình như là nghĩa hay là nào đó bạn mà nó bạn quên rồi là bởi vì á mày đi ông hồi nãy giờ cái tiếng gõ cửa nó lớn lắm chứ chỗ nó lớn muốn sập cái cửa mà đùng 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 mà thầy mình đang ngủ kế bên nè. huấn luyện viên huấn luyện viên kiểu như cái phòng kế bên là phòng của huấn luyện viên huấn luyện viên của tỉnh này tỉnh nọ đồ ngủ chung một phòng ba bốn ông ngủ chung một phòng đó mà tại sao cái cửa bên đây nó lớn như vậy mà ông thầy ở bữa nãy giờ bốn năm lần gõ đâu bốn năm lần năm bảy lần gõ đùng, đùng 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 mấy lần rồi mà sao tại sao ông thầy nãy giờ ông không có qua à ông thầy nãy giờ không có qua bắt đầu lúc đó bạn bảo bạn cũng nghe bạn mới lấy cái điện thoại bạn mới nhắn tin không có gọi điện đâu mà bạn nhắn tin này nọ cho thầy nhắn kiểu như là nhắn uh, chưa, chưa biết có trả lời không tại vì 11 giờ mấy rồi mà cứ nhắn đại thôi nhắn tin nói thầy thầy ơi nãy giờ thầy có nghe tiếng gì gõ cửa đùng đùng không sao bên phòng tụi con nghe nó ồn ào quá chứ không không có dám nói ma đâu nó sao bên tụi con nghe tiếng gõ cửa đùng đùng ồn ào quá đi thì ông thầy kia ông mới nhắn lại là không có nghe cái gì hết trơn á tụi bay ngủ đi đã bay ngủ đi mai còn về thì sớm nữa ngủ đi nha đúng giờ ngủ nha có nghĩa là ông thầy ông ở phòng kế bên ông cũng không nghe bất kỳ cái gì thì mình diễn tả mình kể nãy giờ mọi người tưởng tượng được không là ở trong căn phòng này tiếng gõ cửa đó là chỉ đúng cái phạm vi căn phòng này nghe thôi thậm chí là bước ra ngoài cái lan can của căn phòng đó mà vẫn còn không nghe đó nó kỳ lạ như vậy gọi là ma gõ cửa hay nọ đâu mà là kiểu như là chỉ trong phòng được nghe thôi nguyên nói, nguyên đám con tôi sợ cúm hết trơn luôn không có còn chơi bời cái gì nó hết trơn nha mở đèn sáng trưng lên bắt đầu là bốn đứa nhào lên trên giường là nằm là cứng ngắc như vậy đó là rất là sợ đã rồi khoảng con có đâu một giờ mấy bắt đầu là nguyên một đám bắt đầu là mới ngủ được rồi tới sáng hôm sau dậy đứa nào đứa đấy như say ke rồi bắt đầu xuống dưới tính kể lại cho ông thầy ông nghe nhưng mà xuống dưới ông chửi quá trời chửi ông kêu trời ơi tôi bây dân học võ cái gì đâu mà tao đã nói là 10 giờ ngủ là 10 giờ ngủ sáng dậy sớm là phải tỉnh táo này nọ được tinh thần võ học cái gì đâu mà xuống xìu xìu ảnh ảnh ông thầy ông đâu có biết là tối hôm qua một hai giờ mới ngủ bị chửi quá cái nguyên đám cũng không dám kể lại luôn cũng im tại vì biết ông thầy ông có tin hay không đó rồi đó là cái việc đầu tiên ở trong cái khách sạn đó nha bạn nói là bạn đi ra bạn dòm lên cái tên khách sạn đó một cái là bạn nhớ như in luôn tại vì bạn nói là thế nào trước sau gì những năm sau này cũng phải quay về đây du đấu nữa đó cứ một, cứ một năm hai năm về du đấu một lần nhưng mà dứt khoát là sẽ không bao giờ ở khách sạn này nữa nếu mà có bắt ở là qua chỗ phòng khác ở chứ không có dám ở đây à xin rồi cái lúc đó thì cái này mình ngưng ở đây mình hết đó tại sao ừ là ở liên tục năm sáu ngày không bị gặp gì có thể à ở là về là ngủ liền không có nghe hoặc là nếu như là à giờ về xong rồi ngủ liền thành ra là không có làm phiền đến người ta. Còn bây giờ nguyên một nhóm này về ở đêm cuối mà chơi tới 11, 12 giờ đêm rồi giỡn hết. Mặc dù là giỡn nhỏ đi, giỡn cười hí 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 nhưng mà nó cũng khó chịu đó. Làm phiền đến người ta nên thành ra người ta mới gõ cửa là người ta mới làm như vậy. Tuy chỉ là một cái gõ cửa đơn thuần thôi nhưng mà mình mình diễn tả nó nhiều cái ngữ cảnh khác nhau mọi người hòa mình vào câu chuyện là mọi người sẽ cảm thấy là nó cực kỳ kinh dị nha nhưng mà nếu gọi là kể kể vắn tắt rồi ừ thì đó ban này ban vô đó ban ngủ rồi tối ban ngủ nghe kiếm gõ cửa đùng 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 rồi không ai nghe rồi, rồi tới sáng sao đi về thì như vậy thì nó vắng tắt mọi người sẽ không có hiểu được cái tâm lý của từng nhân vật và cái nỗi sợ của họ nó như thế nào mọi người ha thôi rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên là mày nằm gặp nha còn một cái câu chuyện thứ hai nó 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 liền tù tì luôn cái lúc đó đó thì uh, từ uh, chỗ đồng tháp như vậy đáng lẽ là sẽ đi về thẳng sài gòn nhưng mà không lúc đó là uh, nhà trường bên đó cũng có cũng có tổ chức rồi cũng phải giống như là gọi là chở kiểu như là sẵn tiện chở một cái nhóm bạn uh, học judo đó vận động viên đó về bên trà vinh đi ké xe về thôi sẵn tiện như vậy bắt đầu là cái ông quốc điện viên của nói thôi nếu mà sẵn tiện như vậy thôi bây giờ là kiếm một cái chỗ nào đó chơi đi à, một cái chỗ nào đó để cho mấy đứa nhỏ nó chơi nó cũng tập luyện mấy bữa nay rồi Đồ nguyên đám mừng cười giỡn khoái chí lắm nha bắt đầu mới tìm tới tìm đôi bắt đầu là mới uh, mới tìm được một cái chỗ cái chỗ khu cái chỗ không biết cái này có phải là gọi là khu du lịch hay không mà gọi là cái chỗ là cái chỗ uh, địa danh gọi là ao bà ôm à, ao bà ôm ở đâu đó ở bên trà vinh á cái này mình cũng chưa đi lần nào những người nào ở trà vinh là sẽ biết ha thì ở kế bên cái ao bà ôm này đó là nó có một cái cái ngôi chùa gọi là chùa khmer đó một cái ngôi chùa hình như là lớn nhưng mà cũng cũ kỹ hay sao đó thì không biết thì lý do mình nói như vậy đó là, là bởi vì á bạn bảo bạn nói như vậy nè cái lúc mà khi mà chạy gần tới cái chỗ ao bà ôm đó rồi đó mắt đai quá mắt tiểu cứng bụng quá chịu không nổi mà nói với ông thầy nó trời thầy ơi kiếm chỗ nào mình mình tấp vô mình đi vệ sinh với con cứng bụng quá bốn đứa con chịu không nổi thì ông thẻ mới ông, ông ông coi đâu trên Google Map nó gần tới rồi gần 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 tới rồi hai ba phút nữa tới nha đó mà cái đường miền Tây nha mọi người đừng bao giờ tin Google Map đường miền Tây nói 5 phút thật ra là đi nhiều khi đi nửa tiếng không tới tại vì cái đường nó nhỏ đó rồi đường xá nó cũng khó khăn đường miền Tây mình đặc sản là như vậy mà ổ gạo do nó nhiều đó thì dằn sóc dằn sóc chịu hết nổi khi mà tới cái chỗ đó rồi đó bắt đầu là bạn bảo á bạn mới thấy phía kế bên cái ao cái cái địa danh đó đó là có một cái vách tường À có một cái vách tường nó cao Nó lớn như vậy mà nhìn nó cũng hơi vắng vẻ Mà kiểu như nó hơi cũ kỹ đó à, Chị hết rồi à, đi, xuống đợi mua vé Rồi là mặt nó chạy tới bức tường nó nguyên đám mình sẽ bậy đi đó thì cái bức tường nó nó cách cái xe mà đang đậu là độ khoảng chừng đâu khoảng chừng ba bốn chục mét vậy nó cũng khá là xa đó đó nó bắt đầu là nguyên một đám mới chạy xuống và lúc này mọi người nhớ nha là trên xe là có những bạn nữ nữa nha À, nãy giờ mình không nói tới nhưng mà thật ra là có những bạn nữ đi theo để mà cổ vũ đi theo để mà cái này cái nọ hai ba bạn nữ đi theo nữa và trong đó là có một nhỏ tên là anh diễm à rồi mọi người nhớ anh diễm này nha rồi bốn đứa bắt đầu chạy xuống đó nó dắt dò cổ chạy chạy đi để mất công là đáng vừng dắt dò cổ chạy tới bức tường nguyên đám đứng xỉa đứng trụ đứng nhắm mắt là nó đã gì đâu thì ngay lúc này tự nhiên có một cái lùng gió nó thổi mà giống như là một cái cơn bão vậy đó nó thổi mà tất cả những cái cây đó nó quơ mà nghe cái tiếng sao 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 mà một cái làng như lạnh nó thiết là lạnh như vậy là nguyên đám rung mình một cái nó cái gì cái gì ghê trời tôi, đang đứng tự nhiên gió mưa 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 tới ơi thôi, thôi chạy về xe chạy về xem đã thì nguyên một đám lúc này là cả bốn đứa đều thấy luôn bắt đầu lúc đó bắt đầu mặc quần jean mà mới kéo sợi tia quay qua kéo sợi tia thì vừa quay qua nó bắt đầu là nguyên một đám đều thấy cái phía xa xa gần ngay chỗ một cái cây cây đó là cái cây cổ thụ hay là cái gì không biết mà gió nó thổi mà cái, cái cái cây nó cứ quơ 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 như vậy nó rất là ghê gió mạnh lắm thì nguyên một đám đó đều thấy ngay cái chỗ đó là có một cái đứa gái đứng ở đó mà nhìn rất là giống diễm đứng xa 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 như vậy là mà nhìn giống giống diễm cái bắt đầu nguyên đám nói, trời ơi nguyên đám trai đang đứng đứng đây, đây. tự nhiên nhỏ nó đứng nó dầm nó với nguyên đám bắt đầu là mới chạy diễm ơi thôi lên xe còn bắt nữa diễm ơi diễm ơi lên xe lên xe lên xe đi mưa mưa gió bão, bão tới rồi thì ba đứa quát, còn cái đứa còn lại làng này là nghĩa nó im mà. thằng nghĩa nó im ru mà nó cứ nó, nó thôi thôi tụi bay chạy đi chạy lên xe trước đi chạy lên xe trước đi nó, thôi để con diễm để, để, hồi mưa gió cây nó ngã hay nọ đồ đè nó chứ bây giờ nó thôi kệ nó kệ nó, nó chạy lên xe lên xe đi đó thì lúc đó bạn bảo nói trời cái thằng nghĩa này thì nó không có tình nghĩa gì dân trời chơi gì kỳ cục ví dụ sao ông diễm nó cũng là là trong cái uh, lớp tập võ của mình này nọ đâu sẽ kỳ gì đó mới cắm đầu chạy xe trước ba đứa này bắt đầu mới chạy theo thì khi mà chạy xíu bạn bảo bạn quay là bạn dòm thì bạn không còn thấy con diễm đâu nữa bạn mới nói ủa con diễm nó chạy đường nào mà lẹ ta mình chạy mình cắm đầu mình chạy trước mà trời ơi, nam sinh mà học judo con trai học judo chạy lẹ lắm con gái nó sao chạy lẹ bằng đúng không xong, nó chạy đường nào lẹ ra nguyên đám mới chui lên trên xe lúc này là đang đợi cái người mà mà huấn luyện viên người ta đi mua vé hay sao đó chạy lên xe thấy anh diễm nó ngồi phía sau cùng đó. bạn bảo không có giật mình mà nói ủa diễm mày chạy đường nào mày lên xe lẹ mày nó mày mốt kỹ mày tự nhiên nguyên đám tụi tao xuống đi tiểu tự nhiên mày đứng ở đó mày dòm 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 mày nọ đồ kỳ chết rồi đây con trai con gái khác nhau rồi bà diễm mới đứng bà chửi một hơi nó mày bị khùng máy mày bị khùng á tao đứng tao giờ mày nào mày đái chuyện mày tao giờ mày làm gì mày nói kỳ cục đã thì nó rõ ràng hồi nãy giờ mà đứng đó ông diễm nó không nãy giờ tao ngồi trên xe tao không có xuống tao ngồi trên xe nãy giờ lúc này thằng nghĩa nó mới khiều nó không phải đâu không phải anh diễm đâu à, nó không phải nó, 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 nó không phải anh diễm đâu. nó nói, rõ ràng thấy con diễm mà mấy đứa mình thấy đều đồng ý là anh diễm mà nó nói, ừ tao nó thấy Tao cũng tưởng là anh diễm á cái lúc mà mà trời gió giông nó, 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 nổi lên mà cái cây nó quơ 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 tưởng nó sắp sập đó mày cái uh, tao nhìn lại cái tao thấy uh, con nhỏ đó là nó 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 đang bay từ từ lên gì bay mày đi phim ảnh để gì bay nó hồng tao nói thiệt gió nó đứng nó đứng ngay kế bên cây gần gần cái bức tường mà nãy giờ mình đứng mình, tiểu đó nó nó nâng lên nó lên 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 cao từ 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 như vậy nè hai cái chân nó hỏng mặt đất luôn đó là theo như bạn bạn nghĩa bạn diễn tả là cái chân đang đứng gì phải không cái chân đang đứng gì phải không có bắt đầu bay lên bay lên cái chân gì nào, ở như mình diễn tả cái chân nó kiểu như là chuối xuống như vậy là cao cao lên từ 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 cách độ khoảng chừng hơn một gang tay hơn hai gang tay rồi nhưng mà do lúc đó cái trời gió chạy vẫn phải che nhưng mà mọi người để bụi nó bay vô mà mọi người kiểu vậy đó là không thấy rõ chỉ có một mình nghĩa là nó thấy rõ như vậy không đó mặc dù là cái ngoại hình thì nhìn nó cũng na ná giống thôi chứ không phải là mình nói là giả không phải là con ma giả dạng bạn diễm mà là gì giống na ná thì nhìn tưởng con diễm à, nhưng mà đặt ra là không phải rồi khi mà kể về nguyên một đám bắt đầu mới sợ cái lúc này đó cái ông tài xế ông còn ngồi trên xe mà ông quay qua ông nói ủa gì mấy đứa gì ồn mạo vậy thì mấy bà này mới sợ mới chạy nói ờ à, chú quê nãy con gặp vậy vậy trong gió này nọ đồ á mà ngộn cái nha ngay thời điểm lúc đó nha trời quang mấy tạnh giống như con con gió nó lùa ngang cái ào cái rồi vậy thôi đó không có còn cái gì nó gió mạnh cực kỳ tưởng đâu mưa bão sấm chớp đùng đùng cũng có bây giờ tự nhiên trời quang may tạnh không có hột mưa nữa không một hột mưa luôn thì bắt đầu kể em tài xế nghe em tài xế em nói, nói ủa cái gì ghê vậy tụi bay nãy tụi bay đáy đâu nó dạng đáy chỗ bức tường đó nó trời ơi tụi bay bay bả bay kìa chợ, tụi bay biết cái chỗ đó là cái chỗ gì không đây bức tường này nọ đâu cũ kỹ biết là nó cũ kỹ nhưng mà cái đó là cái tường của bên cái chùa khơ me người ta tôi bay trên dân sài gòn với đây tôi bay không biết cái chùa chiếc ta linh thiên cỡ nào rồi tôi chính là chùa minh chùa khơ me này nọ đổ trong đó là hả tại vì có, có có những cái như vậy nè ở bên chùa khơ me á cái này mình không biết có chính xác hay không nha mà mình biết có rất là nhiều người người ta nói á là chùa Khmer thường là họ chỉ nhận chôn cất những người cũng kiểu như là bên uh, Khmer hoặc là bên đạo bên đó họ còn nhiều như người ngoài vô xin đất chôn là người ta không có cho và thường là những người đó khi mà người ta mất người ta rất là linh thiêng luôn có nghĩa là người ta khi cái quan niệm người ta khi mà người ta mất rồi người ta được gửi vào trong chùa được chôn trong đó là người ta sống thêm một người ta kiểu như là người ta sống chung ở trong chùa luôn á kiểu như vậy đó là người ta sẽ thường ngày nghe kinh rồi niệm phật này nọ rồi không biết có ăn chay không thì không biết nha đó là họ sẽ thường vất vả vất vưởng ở trong đó và rất là nhiều người người ta đã thấy những cái vong hồn bên trong một cái ngôi chùa khmer đó nên thành ra là cái ông tài xế ý ông nói là như vậy đó tôi mới ở cái bức tường đó là bức tường của của bên chùa Khmer mà tôi bay uh, tiểu lên như vậy rồi là uh, bị quở này nọ đồ sao linh thiêng lắm ở đây cánh tài xế tao đi ngang mỗi lần tao đi ngang chùa này tao phải bóp kèn ba cái tao bay biết không đó phải bóp kèn ba cái phải, phải phải, là phải thành kính dữ lắm phải tôn trọng dữ lắm đó ở dưới đây linh thiêng dữ lắm đây là xứ trà vinh dưới đây mà người dân tộc Khmer người ta nhiều lắm tôi bay không biết gì chứ đó là nói quá trời trời nguyên một đám bắt đầu mới sợ mới nói ờ năn nỉ chú ơi thôi chú chú uh, chú đừng nói lại với thầy con để thầy con chửi đồ này nọ đồ, đồ nghe đó chút xíu sau ông này ông mua vé bắt đầu lên dẫn nguyên đám vô chơi mà không có đứa nào vui hết trơn á. nguyên một chiếc xe luôn sợ cứ chơi lẹ lẹ không thèm chụp hình check in selfie gì hết trơn á cứ chơi lẹ 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 chỉ muốn ở ừ, là lên trên xe lẹ lẹ để thoát khỏi cái chỗ đó thôi tại vì cái chỗ cái ao bà ôm á là kế bên cái bức tường luôn là cứ đi chút xíu là nhìn thấy bức tường cứ đi chút xíu là nhìn thấy bức tường là nguyên đám cứ sợ là thấy cái cô bé hồi nãy giống diễm mà này nọ đồ rất là sợ luôn đã cứ chơi lẹ 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 bắt đầu là cứ chút xíu sau lên xe là nguyên đám bắt đầu là mới đi về từ đầu tới từ đầu chuyện tới cuối chuyện là ông thầy là ông không biết gì ông huấn luyện gì ông không biết cái gì trơn đã rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng vậy ha một cái lần mà bạn bị vậy về nha bạn nói là bạn về bạn sợ lắm á kể cho ba mẹ nghe rồi ba mẹ phải dẫn đi lên trên chùa rồi nọ đó cứ ám ảnh cứ tại vì cái chuyện á mà mình tiểu bậy mình lỡ mình tiểu mình đi đường mình tiểu bậy nọ đồ rồi bị uh, bị 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 sưng bị sưng những cái chỗ uh, hạ bộ này nọ đồ á là những câu chuyện đó là dân gian và truyền miệng rất là nhiều thành ra là ông bảo này ông về ông nghe ông biết gì ông ông lên mạng ông kiếm ông thấy những cái hiện tượng gì ông sợ lắm đó là về cứ đi chùa đi truyền riết nhưng mà hên sao này cũng không có gặp cái gì tại vì nói đầu nghe thì chắc là những bạn này lúc đó không có biết tại gấp quá nước tràn bờ đê gấp quá đi xỉa đại thôi chứ không có nếu mà biết chắc cũng không dám đi nên thành ra người ta chỉ hù chọc vậy thôi chứ người ta cũng không có vỡ gì quá nhiều mọi người ha đó rồi thì bạn này bạn nói là bạn cũng mong muốn mình kể lại câu chuyện này bởi vì đây cũng là một cái kỷ niệm đẹp trong tại vì bây giờ thì bạn nói là bạn không còn không còn gặp nhiều lại mấy đứa bạn nữa thì đây là một cái kỷ niệm đẹp hy vọng mình kể lên để mấy đứa bạn nó nghe lại nó nhớ về cái kỷ niệm như vậy ha mọi người ha thôi rồi đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay thì nhân đây nè mình cũng nói luôn những người nào mà còn ở lại để à, nghe, để biết được cái kinh nghiệm tâm linh ha. Cái chuyện á, mà mọi người đái bậy ngoài đường, mình kể nhiều chuyện lắm. Mình kể đi này nọ đồ, nhưng mà mình nói sao? Bản thân mình, mình lái xe đi đường xa rất là nhiều đi công chuyện cũng có, chở vợ con đi chơi này nọ đồ cũng có nữa. Đôi khi mình mắc tiểu, mình vẫn dừng lại mình tiểu ngoài đường. Bản thân Vũ Mập nha đó đương nhiên không phải là tiểu trước nhà người ta kiếm chỗ nào à, kiểu như là ruộng đồng hay là ao mương hay là hoang vắng cây cối nhiều á mình đứng ở đó mình đi tiểu là mình mình vẫn đi như vậy cái lý do là tại sao vậy là bởi vì á, khi mình mắc tiểu mình chịu đựng nhiều mọi người nó rất cái đó là một cái nó rất là dễ bệnh bị sỏi thận bị này bị nọ và nếu như ai mà đã từng lái xe hoặc là lái xe không đa chứ đừng nói là xe hơi mắc tiểu là rất khó tập trung lái xe thì nếu như mình vì cái chuyện ờ bây giờ mình tiểu mà đường lỡ đâu mình tiểu lên cái chỗ mất của người ta, dòng hồn người ta người ta vỡ mình mà nếu mà mình vì mình nghĩ cái đó, mình chạy hồi nữa mình gây tai nạn đi, cho vợ con mình là thứ nhất. Cái thứ hai mình gây tai nạn cho đối phương tại vì bản thân mình lái xe hơi mà xe hơi một khi đã đụng xe Honda là thấy là toàn là đai không chứ không có sống nổi. Đó mình chạy cũng vẫn vẫn tốc cao 7 80 cái số trên giờ mà đó nên mắc tiểu này nọ rồi ráng nhịn. À ráng nhịn 15 20 phút để kiếm cái chỗ nào ví dụ như là à, trạm dừng chân hay là cây xăng mình ghé mình tiểu nhưng nếu không có bắt buộc phải tấp vô trong lề kiếm cho nào hoang vắng đứng xỉa đại chứ biết làm sao giờ cũng đứng cũng nói à thôi nếu mà có ai khuất bà khuất bại ở đây ờ à, tôi cũng xin phép nha. Mình đã từng nói cái câu đó là cái câu nguyên văn mình hay nói có những ai khuất mặt khuất mại ở đây cô gì chú bác gì đó thôi cho tôi cho con xin phép con đi tiểu ở đây một cái tại bây giờ con con chịu hết nổi rồi con nhịn nãy giờ lâu lắm rồi mà bây giờ trên xe con nè vợ con con nè đó con chạy không mất tập trung nó nguy hiểm là mình đứng mình cứ đi tiểu như vậy sau đó quay qua lấy chai nước suối trên xe đi xe hơi lúc nào cũng thủ chai nước suối nhiều lắm đó mở nắp chai ra đổ kiểu như là mình đổ mình dội cái nước mình đi cho nó đừng có bị hôi tanh kiểu như vậy là dội đi là lên xe đi bình thường và tới bây giờ luôn nha mình chưa gặp thêm bất kỳ vật gì ý ở đây mình nói là cái gì mọi người vẫn cứ đi nhưng mà đó phải là cái cách cuối cùng của mọi người chứ phải là hở chút xíu à. có những người người ta đi tiểu ngoài đường để giống như là ừ là cho nó cho nó mát cho nó sướng cho nó đã vậy đó thì cái đó là không nên trừ khi nào mà còn cấp bách lắm thì mọi người vẫn cứ đi và mọi người kiểu như xin phép mọi người nói đàng hoàng cho người ta thì không sao hết trơn á đó là dạng như vậy chứ đừng có vì cái vấn đề đó ừ là sợ nghe vũ mọc kể sợ quá thôi mốt đi giữa đường mắc đáy chắc không dám đáy để chứ trời mình nói là bể bụng đáy hay là cái gì đó nó rất là nguy hiểm luôn đừng có nên là như vậy nói với người ta người ta những cái vong hồn người ta có đó là người ta nghe người ta hiểu chứ đừng có quá sợ hả, mọi người ha thôi rồi đó là một cái kinh nghiệm tâm linh Đó. thường thường khúc cuối mình hay nói như vậy những người nào mà nghe tới giữa chừng Thôi sắp hết rồi tắt đi ngủ là đâu có nghe được khúc này đúng không thôi rồi, rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều và đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha đừng quên mua khô bò que ủng hộ mình ở trong trang mình mới có mặt ở trên lazada nha nhớ lên trên đó để mà mua hàng ủng hộ mình nha. rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha nhưng mà xin chào tất cả mọi người